Ông bài chào mấy anh chị ha, mấy anh chị thấy cái màn hình xe của tôi không vậy? Mình ôn bài chút xíu trước khi bắt đầu học với mấy anh chị. Mấy anh chị thấy cái màn hình xe phải không? Ok, cảm ơn. Mấy chị thấy thấy lớp cũng chưa có đông lắm, chưa được nửa lớp nữa, hình ra là mình ôn lại cái nội dung cũ ha. Mấy chị nhắc lại dùm cái tuần rồi mình học cái gì, thì ra giải thuật cái quyết định là tuần trước nữa mình cũng có học rồi, tuần rồi mình hết luôn, học hết luôn cái phần cái quyết định. Thì mấy chị nhắc sơ lại những cái nội dung mà mình đã học được rồi dùm tôi, rồi sau đó tôi nói lại cái bài tập chuyên cần này ha. Thì những anh chị nào mà nộp mà trước cái giờ học buổi nay á, thì sẽ tính cái chuyên cần, còn nộp sau thì không có tính nữa ha, tại vì giải thì nói xong hết rồi thì mình hẹn cái bài khác ha. Rồi với thêm một chuyện nữa là từ đây tới bắt đầu từ tuần sau tới hết tháng tới 20 tháng 4 á, là tôi bị họp buổi tối thứ năm, thành ra là cái tối thứ ba hình như mấy anh chị chưa có học đúng không? Thì mình sẽ dời qua tuần sau mình học tối thứ ba nha mấy anh chị. Nhà lớp thì có nhiều nhóm, anh nghe mấy anh chị trả lời có đụng gì không ha? À vậy thì thôi, để tôi nói chỗ Đạt nó sắp xếp chứ tôi cũng không biết, có nghĩa là tối thứ cái tối thứ năm là bị rồi, bị đụng lịch công tác của trường, không phải công tác cá nhân nữa, hình ra là để tôi nhắn Đạt coi, Đạt thu xếp cho một cái buổi khác rồi, để nhắn luôn để quên. Rồi mấy chị nhắc lại bài tuần trước xíu đi, có nghĩa là cây quyết định hôm trước là sử dụng cái cây như thế nào là tuần trước nữa mình đã học rồi, tuần vừa rồi thì mình học về xây dựng cái cây, thì mấy chị nhắc lại cái cách xây dựng cái cây và có một số cái vấn đề liên quan tới việc xây dựng cái cây mà cần lưu ý á, thì mấy chị nhắc lại giùm ha. Trong khi đó để tôi nhắn cho Đạt cái vấn đề học. Không thấy ai phản hồi trên hôm trước nha. Ok. À, cái đó là tùy bạn thôi, cái không có liên quan tới tôi ha. Nói chung là học là
là chuyện học là của mấy anh chị, còn truyền đạt kiến thức thì tôi truyền đạt đủ hoặc là gần đủ kiến thức theo cái đề cương, theo cái thời lượng cho phép thôi ha, thì cũng cố gắng truyền đạt. Còn cái chuyện đậu hay không nó không phải tôi quyết định mà là do mấy anh chị quyết định hay mấy anh chị. Rồi thì nói chung là nếu mà lớp thống nhất được thì thống nhất, còn không thì chỗ đó trung tâm làm, chứ tôi cũng không có phụ trách cái phần này ha. Tôi đã báo là với chỗ trung tâm rồi, thì chừng nào có cái lịch cho tuần sau thì mình làm thôi. Còn tuần sau thì tối thứ năm tôi bị họp, mấy là công tác chung của trường chứ không phải là cá nhân tôi bận việc mà dời đổi cái lịch của mấy anh chị. Rồi bây giờ nếu mấy anh chị không, rồi ok chào Thành. Rồi thì đối với cái phần mình học hay mấy anh chị, đối với cái phần cái quyết định đó thì đợt trước đó là mình đã nói về cái cây sử dụng như thế nào thì cũng đã cho mấy anh chị làm rồi. Bây giờ mấy anh chị trả lời này đi ha, nó bây là cái này là ôn của tuần trước nữa. Bây giờ dựa vào cái cây này thì theo mấy anh chị là mình có những cái thuộc tính nào, mấy anh chị liệt kê ra giùm đi. Có nghĩa là mình đã làm rồi nè, thì giờ mình chỉ liệt kê lại thôi. Rồi cái câu hỏi thứ hai là cha mẹ đến thăm bằng có từng thi kiểm tra bằng cuối kỳ bằng đúng điều kiện thời tiết bằng gió lớn, vậy thì cái phần tử M này nó sẽ có nhãn gì, và mấy anh chị ghi dùm cái luật. Thì mấy anh chị chép cái câu bài làm mình đã làm thẳng lên đây, hoặc mấy anh chị gõ lại vậy thì tùy. Mấy anh chị trả lời dùm cái câu A này trước đi rồi tôi giải thích cho nó trúng hay trật ha. Mà mấy anh chị cứ gõ dùm, mà cái đó tôi đi lấy ly nước cái rồi tôi giải thích nha. Rồi ai mà làm xong rồi thì nói qua tới thì làm qua cái câu 2, câu B đó, coi là tính chỉ số Gini của màu tóc mấy anh chị làm sao, rồi tính độ bóng mượt thì mấy anh chị định làm sao thôi. Còn cái giá trị cuối cùng thì cũng không có, không sao, không cần thiết để tôi, và cái cách mấy anh chị tính như thế nào thôi, mấy anh chị điền vô dùm cái chat giùm ha. Rồi rồi, rồi tôi lấy cái ly nước xíu rồi tôi đợi kết quả của mấy anh chị rồi tôi sẽ trả lời.
Rồi, cảm ơn mấy anh chị. Rồi, bây giờ từ cái chỗ Nguyễn Thị Tuyền nhé, tôi đi dài xuống em anh chị. Các thuộc tính dùng để xây dựng cái cây trên gồm thuộc tính là cha mẹ đến thăm, tuần thi kiểm tra cuối kỳ, điều kiện thời tiết là đúng rồi em anh chị. Chỗ bạn Tuyền trả lời hay là bạn Nhật nữa ha, hay là bạn Hiếu Tròn là trả lời đúng cái phần đầu tiên là thuộc tính. Còn chỗ mà có không hay đúng sai, nắng gió lớn trời mưa đó thì nó sẽ thành là giá trị thuộc tính chứ không phải là thuộc tính ha. Rồi, ở đây là xác định nhãn của phần tử M với cái điều kiện người ta cho. Thì điều kiện mặc dù cho là cha mẹ đến thăm bằng có là người cho đúng luôn, là từ nút gốc là cha mẹ đến thăm bằng có là mình sẽ đi qua nhánh nhánh bên phải này hay anh chị, là điều kiện thời tiết á. Mặc dù cái thăm cái thuộc tính kế tiếp nó cho là tuần thi kiểm tra cuối kỳ bằng đúng, nhưng mà mình không có quan tâm, mình phải sau khi mà cha mẹ đến thăm mà có đến thăm á thì mình coi điều kiện thời tiết như thế nào. Là nếu mà trời ở đây ta cho gió lớn thì mình trả lời mình sẽ đi mua sắm thôi. Rồi, để, nếu cha mẹ đến thăm bằng có en điều kiện thời tiết bằng gió lớn, đen play bằng mua sắm, rồi nhãn của phần tử mà là mua sắm. Như bạn Minh Nhật là cũng đã làm đúng. Nguyễn Thị Tuyền, tiếc Tuyền quá hơn Nguyễn Thị Tuyền là nhãn bằng mua sắm. Rồi ok, Hiếu thì là nhãn là mua sắm luật sử dụng. Activity bằng mấy bạn ghi là đen, activity bằng mua sắm, play bằng mua sắm hay là nhãn bằng mua sắm thì tôi đều chấm đúng hết ha. Rồi, mạnh ý có ba thuộc tính như vậy cũng đúng luôn. Rồi bây giờ tới qua chỗ bạn Huy Long là qua câu 2. Tính Gini cho thuộc tính màu tóc ha. Rồi Gini cho thuộc tính màu tóc thì đây là cái kiểu liệt kê, kiểu liệt kê thành ra mình ở đây mình sẽ xem là bây giờ màu tóc bằng bạch kim thì cái Gini nó tính như thế nào, và bằng đen thì tính như thế nào. Thì ở đây có bốn phần tử là có màu tóc bằng bạch kim, tuy nhiên là có hai phần tử mang giá trị là cái nhãn là bị cháy nắng và hai phần tử là không cháy nắng ha. Thì bạn là Gini màu tóc bằng bạch kim bằng 1 - 2 xác suất xuất hiện cho nhãn yes là bằng 2/4, mà nhãn no cũng 2/4 là -2/4 bình phương á, rồi trừ luôn hay là gì, là trừ của cái tổng thì đây là trừ thêm 1 - cái đó là trừ luôn 2/4 bình phương, là tính cho Gini cho màu tóc. Rồi Gini cho bạch màu tóc bằng bạch kim, rồi đen đen thì cũng 1 bị cháy nắng, 1 - 1 - 0, thành ra nó sẽ bằng là 1 - 1/2 bình phương -1/2 bình phương luôn là đúng rồi. Rồi vậy là Gini màu tóc thì mình sẽ bằng cái tỷ lệ bằng bằng N1 chia N hay là T1 chia T á, là bằng 4 phần tử nè, trên tổng thưởng cộng ở đây là dữ liệu mình 6 phần tử ha, nhân cái Gini nãy mình tính được cộng cho đây 2/6 như cái đó thì mình sẽ ra cái giá trị tương ứng, đó là cái cho cái phần màu tóc ha. Thì chỗ bạn Huy Long là làm đúng rồi. Kim Ngân thì cũng đúng rồi, nhưng mà phần tử M là mua sắm là em phải ra cái luật mới được nha Kim Ngân, chứ để vậy thì không có được. Hoàng à rồi bây giờ tới độ bóng mượt, thì độ bóng mượt á bên đây là kiểu liên tục, mình không thể tính từng cái giá trị này được mà mình phải sắp xếp giá trị này theo từ thấp đến cao. Đây là 49 tới 55 là đúng rồi, rồi sau đó là 62, rồi đến 65 và 67, nghĩa là 67 giờ xuống như đây, 62 giờ lên trên đây, rồi 67 giờ xuống vị trí này là được nha. Thì lúc đó mình sẽ chọn một cái ngưỡng chính giữa, thì ví dụ ở đây 49, 55, 62 thì này có 6 phần tử thì cô sẽ chọn 63 cũng được, 64, 64.5 cũng được ha. Thì ở đây bạn độ bóng mượt là bạn là người chia là có 3 phần tử đó. Thì cái 3 phần tử đầu tiên là có 2 bị cháy nắng và 1 không cháy nắng, thành ra lấy 1 - 2/3 bình phương -1/3 bình phương như là bạn bạn Huy Long ghi á ha, là bấm máy tính thì tôi không biết nha, nhưng mà đừng có phải là nhỏ hơn 62 bạn ơi, phải là nhỏ hơn hoặc bằng 62. Chứ nếu mà bạn chia như vậy thì nếu mà nhỏ hơn 62 thì bạn chỉ có 2 phần tử thôi.
cái chỗ bằng huy long á ha, là phải nhỏ hơn bằng 62.5 thì gì đó chẳng hạn chứ, hoặc nhỏ hơn bằng luôn cũng được chứ, còn nếu nhỏ hơn vậy thì nó đâu có phải ba phần tử, nó chỉ có hai phần tử thôi à ha. Thì để ý chỗ đó chút xíu nữa. Rồi nếu mà lớn hơn cái giá trị đó thì là có hai hai không trái nắng và một trái nắng, rồi mình tính ra thì nó là 0.4 là độ 40. Rồi chỗ bạn Hoàng Linh, chỗ bạn Ngọc Anh thuộc tính, rồi là đúng hết. À, chọn ví dụ chọn bạn Vũ chọn xăm ba ok nè ha, còn bạn hồi nãy là phải xăm 2.5 thì cái gì mới được chứ không là không được ha. Rồi rồi ok, nó là giải xong cái bài này ha, để giống như nhắc bài lại cho mấy anh chị thôi, nghĩa là mấy anh chị sẽ thấy gì, có hai ý. Ý thứ nhất là nếu thuộc tính kiểu liên tục thì mình sẽ dùng cái mình làm bình thường, liên tục là độ chỗ độ bấm mượt đó, thì mình sẽ dùng phân hoặc nhị phân để mình giải quyết bài toán của mình, là mình sắp xếp từ thấp đến cao và mình chọn cái giá trị chính giữa để mình phân hoạch ha mấy anh chị. Rồi rồi đối với cái bài toán cây quyết định này thì nó giải quyết được cho cả cái là cái phân lớp và hồi quy luôn ha, nghĩa là cái thuộc tính mà nếu mà thuộc tính của nó mà là kiểu liên tục thì nó cũng giải quyết được luôn, đó là lúc đó nó sẽ dùng cái độ độ lệch chuẩn mình để mình biết được mình chọn cái thuộc tính nào để mình phân hoạch ha. Đó là mấy cái ý mà mình chỉ cần lưu ý. Ý thứ kế nữa là bây giờ nếu mà chọn Gini thì chọn thuộc tính có chỉ số Gini, giá trị Gini nhỏ nhất để mình phân hoạch. Rồi còn nếu mà độ lệch thông tin thì mình sẽ chọn cái thuộc tính có độ lệch thông tin lớn nhất để phân hoạch ha. Đó là mấy cái ý cần lưu ý với anh chị ha. Ví dụ như là mình có thể dùng chỉ số Gini, có thể dùng độ lệch thông tin, nhưng mà nếu mà cái độ lệch, nếu mà đối với dữ liệu mà liên tục á, thì mình dùng phân hoặc nhị phân nè, nhưng mà mấy anh chị có thể dùng theo là độ lệch thông tin cũng được, dùng chỉ số Gini cũng được, thì đọc kỹ cái đề bài cho cái gì để mình làm cái đó ha. Rồi còn đối với cái dữ liệu cái thuộc tính mà nó liên tục, ê, cái giá trị nhãn mà liên tục thì mình dùng cái hầu quy như thế nào, thì là dùng cái độ lệch chuẩn. Hôm trước là mình cũng nói qua rồi. Rồi bây giờ mình học qua cái giải thuật kế tiếp, đó là cái giải thuật hôm trước là mình còn học nữa, hay là cái đánh giá là học tuần trước nữa, tôi quên rồi mấy anh chị, đánh giá là học tuần trước nữa rồi đúng không? Xem. Rồi cái bài này là đã xong, bây giờ qua tới cái phương pháp học bài giác các anh chị. Rồi mấy anh chị thấy cái slide phương pháp học bài giác rồi phải không? Bữa hôm trước là mình có học cái này chút nào chưa? Quên rồi, không nhớ nữa. Nãy chưa coi lại video cái hướng dẫn mấy. À vậy thì mấy anh chị ghi giùm đi phương pháp học bài giác. Rồi, xong hết anh chị, mình cái nội dung của cái chương này á, thì mình sẽ gồm có ba bốn phần. Đầu tiên là giới thiệu chung về cái giải thuật học này. Cái thứ hai là mình nhắc một số kiến thức về giải số thống kê, rồi mình mới học cái giải thuật này, cái giải này. Rồi cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của cái giải thuật ha. Rồi bây giờ mình đi vào cái phần đầu tiên. À, về cái giải thuật ha, học Bayes thì cái phương pháp học Bayes này, Bayes Classification phân lớp này nè, thì được đặt tên theo cái tác giả Thomas Bayes, ông sinh năm 1702, mất năm 1761, là cái người đề xuất ra cái định lý Bayes. Thì đây là giải thuật học có giám sát. Có giám sát là sao? Là xây dựng mô hình phân loại dựa trên tập học có gắn nhãn ha, có gắn nhãn. Thì cái phương pháp học Bayes á, đây là nói chung luôn á, là nó sẽ có mạng Bayes nữa, Bayes Network, và có giải thuật Bayes ngây thơ, hay là thơ ngây đó, chữ tiếng Anh là NIF Bayes này.
Thì ở đây nó sẽ giải quyết về cái bài toán phân loại ha. Thì mình chỉ học cái bài giác ngây thơ này thôi, còn cái phần mạng bài giác thì mình không có học hả mấy anh chị. Rồi, thì giải thuật học này nó áp dụng để làm gì? Thì có thể sử dụng nó để phân loại thư rác, như là dựa vào một số thông tin của cái email gửi đến thì mình có thể xác định được cái email này là rác hay không để đưa vào thư mục spam hay như thế nào. Thứ hai là mình có thể chẩn đoán y tế, nghĩa là dựa vào những cái triệu chứng người ta có thể dự đoán xem bệnh nhân này có bệnh A, bệnh B, bệnh C gì không, hay là nếu có bệnh A đó thì nó sẽ mức độ như thế nào chẳng hạn. Có thể dự báo thời tiết, dự báo ngày mai có mưa hay không chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi, thì ở đây cái phương pháp học bài nhép người ta gọi là hệ thống ham học. Ham học là so sánh với cái giải thực canh em hôm trước mình học á ha. Thì giải thuật decision tree hay là Mayet đều là giải thuật ham học hết. Chỉ có Kahneman đó là kêu là giải thuật lười biếng hay instant bay learning, là chừng nào có phần tử mới tới thì nó bắt đầu nó mới đi làm, nó mới đi tính toán. Tưởng tượng như mấy anh chị là tới đi thi mới bắt đầu lấy ra bài ra học đó, chứ không có xây, không có học bài sẵn. Thì là nó cũng giống giống vậy, nên mình gọi là lười biếng. Nhưng cho mình thì không phải lười biếng mà mình có nhiều việc quá mình không có làm nổi thôi. Thì nói vậy cho dễ hình dung thôi. Rồi người ta sẽ dựa vào các đặc trưng để đưa ra một cái kết luận là cái nhãn của đối tượng mới đến như thế nào. Thì cái này thì tại sao gọi là ham học? Là bởi vì khi mà có dữ liệu, khi mà có một tập dữ liệu huấn luyện thì hệ thống ngay lập tức phân tích dữ liệu và xây dựng một cái mô hình sẵn dục. Giống như là cái cây quyết định là có dữ liệu đã xây dựng cái cây. Rồi khi có phần tử mới tới thì nó dựa vào cái cây đó để nó dự đoán ra nhãn. Thì ở đây giả thực bây giờ theo ngay cũng vậy, nó cũng sẽ xây dựng một cái mô hình cho nó. Và khi cái phần tử mới đến thì nó sẽ dựa vào cái mô hình để nó xác định nhãn là gì. À, mô hình của giải thuật Bayes thường ngay như thế nào thì từ từ mình đi tới những cái slide kế tiếp thì mấy anh chị sẽ biết ha. Thì ở đây là cái hình này hôm trước đã có cho mấy anh chị thấy rồi. Đó là giải thuật được sử dụng nhiều nhất vào năm 2015. Giờ thì nó khác rồi, giờ mấy anh chị nghe deep learning được nhiều hơn. Rồi thì tới giải thuật Kahneman. Kahneman nữa mình cũng sẽ học. Advanced với Arbery thì mình không có học, ở này cũng không có học luôn. Cái Adabut thì mình có học ha. Rồi giải thuật Kahneman là mình học rồi nè. Bữa nay mình sẽ học giải thuật Nesbitt CAD của Brayman là C4.5 là mình đã học qua rồi, nên là lượt qua một số cái. Rồi bây giờ nhắc một xíu về xác suất thống kê, tại vì cái định lý Bayes này nó bắt nguồn từ một cái định lý có về xác suất thống kê. À, bây giờ ví dụ cho anh chị tập cái dữ liệu như vậy, mình chị trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, xác suất mà một người dùng được lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng iPhone là bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai là xác suất một người dùng lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng iPhone khi người này sử dụng máy tính Mac là bao nhiêu? Rồi anh chị trả lời đi. Rồi cái đó là 5/10 là cho câu đầu. Rồi câu kế tiếp đi. Rồi thì ở đây là tính như thế nào? Thì ở đây là sợ mấy chị quên, cứ nhắc cho mấy chị công thức xác suất có điều kiện nè. Thì cái trường hợp đầu tiên á, là bình thường thôi đúng không, là dễ đúng không, xác suất người dùng lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng iPhone. Thì là đây mình sẽ thấy mình đếm, đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, có 5 người trong tổng cái 10 trường hợp này. Thì mình sẽ 5/10 như mấy bạn tính.
Rồi tuy nhiên là xác suất mà người dùng được lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng phần khi người này sử dụng máy móc thì như vậy ấy, mình sẽ dựa vào cái là xác suất điều kiện A xảy ra khi điều kiện B đã xảy ra. Rồi thì được định nghĩa là xác suất xuất hiện A khi biết B thì sẽ bằng xác suất đồng thời AB chia cho xác suất B. À, thành ra là ở đây của mình chị sẽ là gì? Xác suất đồng thời A và B, nghĩa là đồng người này vừa xài Mac mà vừa iPhone là mình sẽ có đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, hay là 4 phần 10 thì mình tính được ngay đây. Rồi sau đó người này mà sử dụng Mac không á thì mình sẽ ngoài cái 4 cái này mình có đây là 5 nè. Mình có đây cái nữa là 6, là 6 phần 10. Vậy thì xác suất có điều kiện này nó sẽ bằng 0,4 chứ 0,6 là 0,667 á ha. Còn hồi nãy không biết bạn nhiều tính sao ra nhiều đó. À đây là nhắc lại cái công cái định lý Bayes. Thì tại sao định lý xác suất có điều kiện, tại sao nhắc lại cái này? Bởi vì cái định lý Bayes á thì nó được tính như sau. Dựa vào cái xác suất điều kiện á, mấy chị nhìn thấy ha. Bây giờ xác suất xuất hiện A khi biết B đây sẽ bằng xác suất xuất hiện đồng thời AB chia cho xác suất B, được chưa? Vậy thì cái này tôi có thể viết lại là xác suất AB, xác suất xuất hiện AB sẽ bằng xác suất A khi biết B nhân cho BB, nghĩa là giữ cái này ngay đây, chuyển vế của cái này qua đây thôi ha. Tương tự như vậy, xác suất xuất hiện B khi biết A, ngược lại, ngược cái nãy thì sẽ bằng xác suất xuất hiện đồng thời AB chia cho xác suất của A. Thì ở đây mình có xác suất AB, nghĩa là giữ cái này, chuyển vế cái này qua thì sẽ bằng BA, đọc xác suất xuất hiện đồng thời BA ha, nhân cho xác suất của A. Vậy thì hai cái biểu thức này nó bằng nhau, đúng không? Vậy thì cô có thể giữ lại xác suất A khi biết B sẽ bằng nguyên cái này nè, xác suất B khi biết A nhân cho BA và chia lại cho BB. Thì cái công thức cuối cùng này, công thức cuối cùng này gọi là định lý Bayes. Nó dựa vào xác suất có điều kiện. Mấy anh chị ghi dùm vô tập dở dùm ha. Định lý Bayes, xác suất xuất hiện H khi biết ơ sẽ bằng xác suất của ơ khi biết trong cái điều kiện H xảy ra nhân cho BH chia BO. Với ơ từ 1 đến N có anh N giá trị thuộc tính của dữ liệu cần dự báo, nghĩa là ơ này là tập hợp những cái thuộc tính luôn á. Và H là cái giá trị nhãn, lớp hay class của dữ liệu cần dự báo. Rồi mấy anh chị ghi cái này dùm. Mấy anh chị ghi xong thì mấy anh chị nhắn là tôi giải thích thêm nha. Cho mình chị. Ok, cảm ơn lòng, cảm ơn ý. Rồi, bây giờ vấn đề á là nếu mà mình triển khai cái chỗ này, tại vì ơ này là nguyên tập hợp rất là nhiều thuộc tính trong đây chứ không phải là một cái giá trị thôi ha. Ơ của mình á là tập hợp các thuộc tính. Thì ở đây người ta đề xuất, người ta giả sử
Giả sử là các thuộc tính hay là các biến đó, có độ quan trọng như nhau và độc lập thống kê với nhau. Thì với cái giả sử này, cái công thức ở trên đây, công thức mà anh chị mới vừa ghi đó, có thể được viết lại thành vậy: B của E1H nhân cho B của E2H, ENH nhân cho BH chia BE. Nghĩa là do người ta giả thiết là cái thuộc tính này độc lập thống kê với nhau. Mặc dù là người ta biết cái giả thiết độc lập thống kê này không có đúng ha, trong thực tế thì, nhưng mà thực tế thì cái kết quả này cho cũng khá tốt trong số những cái giải thuật mình đề xuất ha. Rồi bây giờ mấy chị ghi tiếp giùm đi giải thuật NSBZ thư ngay là: bởi vì giả sử các thuộc tính biến có độ quan trọng như nhau và độc lập thống kê với nhau. Nó ghi đây này cũng được. Do cái công thức nãy mình mới ghi rồi đúng không? Thì mình ghi tiếp là do giả thiết ở đây là các thuộc tính độc lập thống kê và có độ quan trọng như nhau, nên công thức ở trên được biến đổi thành cái công thức bên dưới này. Rồi, nhưng chị ghi thêm cái công thức ở bên dưới cái nữa nha. Xong cho mình à, xong rồi, ok, cảm ơn bạn Linh. Rồi thì ở đây cái giải thuật bay thơ ngay nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là bước học hay là gọi là huấn luyện mô hình ha, Linh phrase. Rồi là mình sẽ tính xây dựng cái mô hình sẵn dùng, tính sẵn. Thì mô hình sẵn dùng này là cái gì? Là tính sẵn các xác suất xuất hiện của tất cả các trường hợp ha. Phrase này giấy thiếu ở đó nữa, mấy chị ghi là học huấn luyện mô hình thôi. Rồi à, khi có đối tượng sự kiện mới xuất hiện cần phân loại thì xác định nhãn của đối tượng mới đến thông qua giá trị xác suất lớn nhất tính được. Nghĩa là mình sẽ tính xác suất nè cho từng cái phân lớp, thì cái phân lớp nào lớn nhất thì mình sẽ lấy tên đó. Rồi mấy anh chị ghi dùm hai bước đi, bước 1 là như vậy, bước 2 là như vậy đó. Anh chị ghi dùm cái nên phải đúng rồi. Nhanh nhầm như thế.
Rồi, bước 1 là huấn luyện mô hình ha. Lên phase như đây rồi xây dựng mô hình sẵn dùng, tính sẵn các xác suất xuất hiện các trường hợp mà Ừ. khi có đối tượng và làm như thế nào thì mình sẽ thông qua ví dụ mình sẽ làm, nên chị viết xong chưa thì mình bắt đầu mình làm bài bài tập để hiểu cái giải thuật này. Cảm ơn bạn Vũ. Rồi, bây giờ mình sẽ trở về cái tôi sẽ giải thích thông qua cái bài ví dụ, cái tập dữ liệu y chang như hôm rồi mình đã xài cho cái phần cây quyết định thế anh chị. Thì ở đây cái mục tiêu đầu tiên của mình là mình sẽ tính sẵn từng cái thành phần này nè. Xác suất xuất hiện cho thuộc tính thứ nhất cho phân lớp H. Thì bây giờ ở đây là chữ H này là mình có những cái giá trị nào mấy anh chị, dựa vào cái tập dữ liệu này thì H của mình là có những cái giá trị gì? Mấy anh chị trả lời giùm thử. H này là có những cái giá trị gì? Rồi mấy anh chị trả lời luôn E1, E2, EN thì ở đây là có bao nhiêu cái giá N là cái giá trị bằng mấy? E1 ở đây là cái gì? Ở hai là gì? Ơ tới anh nào bằng mấy, ví dụ này bằng 5 vậy thì ơi 5 bằng cái gì chẳng hạn. Sao hát bạn gì không thấy ai trả lời trơn rồi, ngủ hết hay gì rồi? Hát là nãy là gì mấy chị ghi đó, hát là gì? Hát là cái phân lớp. Vậy thì ở đây tập dữ liệu này mình là gì? Ai già hát không phải là ao lúc nhiệt độ rồi ẩm gió mấy anh chị ha. Hát là phân lớp là cái cột này nè, thì cái cột này mình chỉ có hai giá trị là yes no ha. Nên là cái cột play đó là mình sẽ coi là xác suất, mình phải tính mục tiêu của mình là mình tính xác suất xuất hiện của cái phần tử mới tới đó cho cái phân lớp yes của mình là bao nhiêu và cho phân lớp no của mình là bao nhiêu để mình gán nhãn. Tuy nhiên là để làm được chuyện đó thì người ta là tiền là phần tử mới tới người ta mới làm ha. Còn đây là mình sẽ xây dựng mô hình. Rồi xây dựng mô hình thì ở đây cái chỗ mà bạn Vũ ghi là H là ao lúc nhiệt độ gì đó thì cái đó nó là ơ đó ha. Ơ một của mình ở đây là ao lúc, ơ hai của mình là nhiệt độ, ơ ba của mình là độ ẩm và ơ bốn của mình quên đi là n này của mình là bằng 4 ha. Mình có bốn cái thuộc tính và nhãn ở đây là mình chỉ có hai phân lớp là h là bằng yes hoặc no thôi. Rồi bây giờ cái mục tiêu đầu tiên là mình tính cho cái chỗ này trước nè, để khi mà có phần tử mới tới thì mình chỉ tra trong cái bảng dữ liệu của mình để mình lấy cái giá trị đó ra thôi. Thì cái bước đó gọi là bước 1 là xây dựng mô hình, là mình tính sẵn các xác suất ha. Thì ở đây outlook nó phân hoạch dữ liệu của mình sẽ làm 3 phần là outlook bằng Sunny, Overcast và Rainy. Thì outlook bằng Sunny nè, mình sẽ xét coi coi nó có xác suất xuất hiện cho phân lớp yes là bao nhiêu. Outlook bằng Sunny phát xuất hiện trên phân lớp no là bao nhiêu, thì làm sao ra được cái 2 phần 9 hay 3 phần 5 này thì mình chỉ đếm outlook bằng Sunny nè cho phân lớp no nè là hai cái dòng đầu tiên nè, outlook bằng Sunny trên phân lớp no là đây nữa là ba nè, outlook bằng Sunny trên phân lớp yes và outlook bằng Sunny trên phân lớp yes. Vậy là mình có hai phần tử outlook bằng Sunny mang nhãn yes và ba phần tử mang nhãn no. Thì ở đây là mình chỉ là hai nè, rồi đây là ba, cái tử của mình là hai với ba đó, nhưng mà tại sao đây là 3 phần 9 không, rồi ở đây là 5, 9 ở đâu ra, 5 ở đâu? Thì 9 là ở đây là mình có 9 phần tử mang nhãn yes. Tại vì mục tiêu mình muốn biết là cái xác suất xuất hiện trên phân lớp yes của mình là bao nhiêu. Thành ra đây của mình chỉ là 2 phần 9 và đây là 3 phần 5, 5 phần tử nhãn no á ha. Chứ không phải là lấy 2 cộng 3 này bằng 5 đâu nha. Rồi đây là 2 phần 9, 9 là 9 phần tử mang nhãn yes và 5 là 5 phần tử mang nhãn no. Thì tương tự như vậy cái overcast này nè thì mình chỉ có nhãn yes thôi, hôm trước mình làm rồi đó, có 4 phần tử mang nhãn yes thì mình sẽ là có 4 phần 9 là 4 phần tử mang nhãn yes trong tổng cộng 9 phần tử. Rồi đây không có phần tử nào nhãn no hết. Rồi bây giờ 9 phần tử mà đang có 2 2 với 4 là 6 thì chắc chắn là còn 3 phần 9. Ở đây có 3 rồi thì còn 2 phần 5.
À, tương tự như vậy, mình tính sẵn cho hết tất cả mấy cái giá trị này đó, thì là mình xong bước 1 là xây dựng mô hình. Bước 2 là mình dự đoán. Dự đoán thì người ta phải cho thuộc tính thì mình mới đi dự đoán được, đúng không? Thì người ta cho giá trị của 4 thuộc tính này như ở trên cái slide này. Thì bây giờ mục tiêu của mình là mình cần xác suất, mình cần xác định xác suất của phân lớp Z và xác suất phân lớp No cho cái phần tử mới tới này. Thì phần tử mới tới này có gì? Outlook bằng Sunny nè, ở đây ra thôi, nhiệt độ bằng Cold, Humidity bằng High và Windy bằng True. Đó là cái thông tin của phần tử mới tới. Vậy thì theo công thức của mình, đây công thức tôi cũng mang qua đây cho mấy anh chị dễ theo dõi ha. Thì khi X Outlook bằng Sunny ha, Outlook bằng Sunny, bây giờ mình đang tính đầu tiên là mình tính cho phân lớp Yes trước ha mấy anh chị, cái là chữ B thôi, probability thôi chứ khỏi BR. Phân lớp Yes thì mình sẽ là Outlook bằng Sunny cho phân lớp Yes, mình tra trong cái bảng này ra. Tra trong cái bảng mình nói là Outlook bằng Sunny cho phân lớp Yes thì mình sẽ ra 2/9. Rồi, đó là mình tra ra thì mình có đây. Outlook bằng Sunny cho phân lớp Z thì mình có nó bằng 2/9. Tiếp tục là ở đây nhiệt độ người ta cho con, vậy thì phải là xác suất xuất hiện của nhiệt độ bằng con cho phân lớp Z là bao nhiêu, mình tra ra. Kế tiếp nữa là độ ẩm cho phân lớp Z, windy cho phân lớp Z và BZ ha. Đó thì mình sẽ tính ra, mình tra trong cái bảng hồi nãy mình làm bên kia này thì tôi mang qua thôi. Để thế vào đây thì mấy anh chị sẽ ra được, tính ra được cái xác suất cho phân lớp Z. Tương tự như vậy, mấy anh chị sẽ tính được xác suất cho phân lớp No. Thì mấy anh chị để ý ở đây, cái giá trị BE ở bên dưới, cái mẫu số này là mình không có tính được. Tuy nhiên, cái mình do cái tử này mình chia cùng cho một con số, thì cái tử này nào càng lớn thì xác suất xuất hiện cho phân lớp nó càng lớn thôi. Vậy thì với cái kết quả tính ở đây, thì thêm mấy anh chị thì cái phần tử mới tới này nhãn Yes hay nhãn No? Ok là nhãn No ha, tại vì giá trị này lớn hơn, nghĩa là xác suất xuất hiện cho phân lớp này lớn hơn. Rồi, đó là giải thích cho mấy anh chị cái giải thuật BZ thơ ngày nó làm như thế nào. Bây giờ tới phiên mấy anh chị. Rồi, cho tập dữ liệu như cái bảng đây, cái bảng bên đây nha. Rồi, mấy anh chị hãy đầu tiên là làm bước xây dựng mô hình đi. Xây dựng mô hình xong thì mấy anh chị sẽ xác định nhãn cho phần tử X1 và xác định nhãn cho phần tử X2. Nhưng mà bước đầu tiên mấy anh chị xây dựng mô hình giùm. Xây dựng mô hình nghĩa là sao? Nghĩa là mấy anh chị phải tính sẵn xác suất sẵn dùng của mấy cái này. Là đầu tiên, ví dụ mấy anh chị sẽ tính là gì? Tuổi nè. Mấy anh chị sẽ coi cái thuộc tính tuổi. Thuộc tính tuổi với những cái giá trị khác biệt của nó. Rồi, cho cái giá trị phân lớp Yes là bao nhiêu? Cho phân lớp Yes là bao nhiêu? Và phân lớp No là bao nhiêu? Rồi, tuổi thì nó có mấy giá trị? Nó có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 30. Rồi, nó sẽ có là 31 đến 40. Rồi, và nó có giá trị là lớn hơn 40. Đó là ba cái giá trị. Rồi, vậy bây giờ mấy anh chị tính phân lớp Yes của cái tuổi đây và phân lớp No của tuổi đi. Có cái slide kế tiếp đó. Rồi, bây giờ tôi đọc nha. Hồi nãy ai xin nghỉ, giờ quên rồi lỡ đọc. Có trúng thì thôi ha. Mấy bạn mà chịu khó trả lời rồi thì tôi muốn kêu mấy bạn cứ trả lời bình thường nha, không phải là tôi không thấy mà bỏ qua, mà ý là tôi muốn kêu thêm mấy bạn khác để tham gia thôi. Mấy bạn làm xong mấy bạn cứ nhắn vô giùm nha. Rồi bây giờ mình đầu tiên là làm cho tuổi trước ha. Rồi Hồ Nhật Minh là làm tuổi nè, Chí Cao là tuổi, Trần Hoàng Nguyên là làm cho cái tuổi age nè ha. Rồi cái người kế tiếp tính xác suất xuất hiện cho cái chỗ income giùm ha, Trần Mạnh Hùng, Huỳnh Nhẫn, Huỳnh Cúc, Hồ Đức Lưu. Rồi kêu đại ba bốn người vậy đó cho nó lỡ ai có vắng hay là không có đang trả lời được thì những người khác trả lời ha. Tới chỗ student thì nó hơi đặc biệt xíu như mấy anh chị, là cái giá trị thuộc tính nó cũng có No Yes mà giá trị nhãn cũng No Yes nữa. Khu Văn Phước, Kim Anh, Lê Minh Nhật, Lê Quốc Trường, Lê Thanh Liêm là student đi. Rồi Quốc Thống, Minh Nhật, Nhân Anh, Ái Bình là credit rating ha. Rồi cái cột nhãn của mình là cột cuối cùng là by computer.
Cô kêu qua thôi chứ cô cũng không nhớ nữa, ai làm nào cũng được trơn á. Hôm bạn Hùng muốn làm bên cơm làm muốn làm gì nãy cô kêu xong mà cô không nhớ đâu, cô kêu đại cho mấy bạn tham gia thôi. Không làm nào cũng được trơn, nói chung là mấy bạn cứ tham gia làm đi, ít nhất mình phải làm một thực tính để mình nhớ cái cách tính, rồi mình có sai thì điều chỉnh cho nó nhớ dai ha. Cái này mình chưa thi mình mới chỉ làm sai là bình thường, sai thì để mình sẽ có một cái điểm gì để mình nhớ thôi chứ không có gì. Tôi kêu thì kêu đại vậy đó mà. Mấy anh chị làm nha, mấy anh chị làm xong mấy anh chị nhắn qua, mấy anh chị không cần ra cái kết quả là chia kết quả cuối cùng, mấy anh chị bằng cái gì cộng trừ nhân chia gì đó, nói chung là mình đặt phép tính giùm tôi thôi nha. Tôi chạy đi lấy cái đồ sạc pin cái tôi quên mất tiền, nó sắp hết pin.
Chưa chưa thấy ai nhắn chưa hả? Có cần giải thích lại cái không? Này, giải thích lại xíu. Đang khó hỏi làm mà không biết. Ok, cảm ơn bạn Thành. Rồi, có bạn Thành rồi. Để giải thích theo cách của bạn Thành là men chữ chữ cho nên nó ghi xấu quá trời. Rồi bây giờ tuổi của mình thì nó sẽ giống như bạn Thành ghi thì nó đẹp hơn, ở trên trên cái slide thì nó hơi xấu mấy anh chị. Là mình sẽ có các giá trị là nhỏ, nhỏ hơn là bằng 30 là một cái giá trị ha. Rồi mình có cái giá trị là từ 31 đến 40. Và cái giá trị cuối cùng là lớn hơn 40 thì mình sắp xếp từ trên xuống dưới. Rồi sau đó cái cột bên đây là yes hoặc no. Hay bây giờ ở đâu mà bạn Thành ra 2 phần 9 thì mình sẽ coi nè ha. Bây giờ nhỏ hơn bằng 30, đầu tiên mình đếm có bao nhiêu phần tử mang nhãn yes và bao nhiêu phần tử mang nhãn no. Đây là 2 phần tử mang nhãn no nè. 3 phần tử mang nhãn no, 4 phần tử mang nhãn no, 5 phần tử mang nhãn no ha. Rồi. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là mình sửa cái này cái sign đi lưu lại đi. Rồi thì bây giờ yes nè thì mình đã có 3 phần tử nè. Đây 2, 4, 5 là 8 phần tử. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình mới bắt đầu tiên là nhỏ hơn bằng 30. Cho phân lớp no là 1 nè. Cho phân lớp no là 2 nè. Như đây là 3 phần lớp no nè. 1 phần lớp yes nè. 2 phần lớp yes. Hết rồi. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có là 2 phần lớp yes. Rồi cái này nó không thấy đường. Để xíu đổi màu lại nha anh chị. Bên khỏi lù. Ui giời ơi, blue mà nó chạy xuống đây. Rồi mình sẽ có 2 phần tử tuổi nhỏ hơn 30, mình có 2 phần tử. Trong tổng số 9 phần tử mang nhãn giá trị xác suất xuất hiện của nó là 2 phần 9, giống như bạn anh Tuấn hay là bạn Thành gì đó, hay là bạn bạn Ngân. À, bạn Ngân thì tính cái khác là nhỏ hơn, mình nhớ là 2 phần 5. Ủa khoan, bạn Long làm cái gì vậy? À bạn cũng tới BZ rồi chưa? Từ từ làm từng bước, tôi mới kêu xây dựng mô hình thôi. Chưa có cái chỗ bạn Nguyễn Huy Long mà chậm lại xíu ha. Bạn chưa có trúng đầu chút xíu, nói tới cái đó của bạn này là đang tính không chưa tính tới BZ Spino. Tôi mới nói với anh chị là xây dựng mô hình thôi, sửa xây dựng mô hình xong mới tới cái đó được ha. Nhưng mà của bạn là bị sai rồi, chưa có trúng, đợi xíu đi. Rồi bây giờ mới nói là yes. Tuổi nè, tuổi mà nhỏ hơn bằng 10 cho phân lớp nhất là 2 phần 9, là tại vì mình mới vừa làm đó ha. Rồi phân lớp no thì ở đây nãy mình có 3 phần tử ha, mà 3 phần tử trong tổng số 5 phần tử mà nhãn no, vậy thì ở đây mình có 3 phần 5, là giống như bạn Thành với bạn nãy bạn gì đó làm ha. Bạn Tuấn ha, bạn Tuấn với bạn Thành. Rồi tương tự như vậy, bây giờ tới từ 31 đến 40 thì đây có 1 phần tử mang nhãn yes nè, 2 phần tử mang nhãn yes nè, 3 phần tử mang yes, 4 phần tử mang nhãn yes. Vậy thì mình ở đây là sẽ là 4 phần 9. Không có cái phần tử nào với cái giá trị mang nhãn no. Thành ra là mình 0 phần 5. À. Rồi. Tương tự như vậy. Thì ở đây là 2 với 4 là 6 rồi. Vậy thì mình tự đến đây là 3 phần 9. Không thì kiểm tra lại. Còn này thì là 2 phần 5. Nếu hai cái bước trước mình làm đúng rồi thì cái bước này mình trừ được. Còn không thì mình phải đếm đó. Đếm này là ví dụ 2 phần tử này là lớn 40 nè. Mang nhãn yes nè. À, đây với 3 phần tử luôn là 2 yes 1 no nè. Rồi đây cái nữa yes nữa là 3 yes 1 no. Ở đây nữa là no nữa là 3 yes 2 no à, mình có thể đếm như vậy cũng được ha. Rồi, đó là mới nói tuổi thôi. Bây giờ income này thấy có bạn làm rồi. Income không có làm mà có student nha. Ở đây đây có income. Anh đó, bạn gì anh đó, Nguyễn Nhân Anh hay cái gì không biết nữa. Rồi, thì income cái này là mấy bạn 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 anh ghi chưa có trúng nha bạn anh. Ở đây không phải là BS cho X1 mà B của X1 cho phân lớp yes và BX1 cho phân lớp no á bạn. Có nghĩa là ở đây bây giờ income này nha, thì mình có hai giá trị income bằng 2. Ở ba giá trị là income bằng 2, medium với low. Thì ở đây bằng 2 là mình có là có 2 phần tử mà nhãn no, 1 phần tử nhãn nhãn yes. Rồi, rồi đây là hai ngày nữa nè.
đây yes nữa nè, vậy là hai yes hai no đúng không? Vậy thì ở đây là bạn phải, đây có hình không? Rồi bây giờ cái chỗ này là giải thích xong rồi nha, em cơm nè, hai nè, thì mình có hai yes hai no, thì mình chỉ thấy là 2/9 và 2/5 nè ha. Rồi tới chỗ medium, medium là đây, một yes nè, một no nè, hai yes, ba yes, bốn yes, 4 yes, 2 no. Thì mình thấy là đây là 4/9, đây là 2/5. Thì mình cộng lại, có nghĩa là 2 với 4 là 6, đây thì còn 3/9, đây là 1/5 là income. Rồi chỗ student, student thì mấy anh chị sẽ có là student là cái giá trị của student bằng no yes, và cái nhãn là no yes nữa. Bây giờ student bằng no đi chẳng hạn, bây giờ để đổi notion and color theme chúng ta lại. Rồi, bây giờ student bằng no là 4 phần tử là student bằng no, và nó có 2 nhãn yes và 2 nhãn no nha. Rồi, ở đây no nữa là đây 1 nhãn no nữa là 3 nhãn no, 2 nhãn yes. Ở đây cái yes nữa nè, vậy là 3 yes, 3 no. À, dưới đây thêm cái no nữa, vậy là 3 yes, 4 no. Thì mình thấy là no là student bằng no ha. Có 3 yes, 4 no là 3/9 với 4/5. Thì trường hợp ngược lại, nó ở đây 3 rồi, đây còn 6/9 này là phần 1/5. Đó là mình tính được cho chỗ student. Rồi, student, rồi student chỗ bạn Minh Nhật 3/9, 4/5 là đúng rồi ha. No yes. Rồi bây giờ tới cái credit thì chưa có ai làm hết ha. Credit á, thì credit rating là thì ở đây là fair, thì có 1/3 mang nhãn no, 1/3, 2/3 mang nhãn yes, 3/3 mang nhãn yes, 4/3 mang nhãn yes, 5/3 mang nhãn yes, 6/3 mang nhãn yes và 1/3 mang nhãn no. Đây fair nè, 6/3 mang nhãn yes và 2/3 mang nhãn no là đây một cái, với đây một cái, 2/3 mang nhãn no. Và phần còn lại mình sẽ ra ok để bồi luôn, bồi bảng luôn. Rồi bây giờ là lại cái chỗ credit rating ha mấy anh chị. Biết màu gì cho anh muốn thích màu gì, thấy màu gì nó cũng không, cái là cái nền này màu gì nó cũng không có đẹp hết trơn. Quay đi. Rồi bây giờ credit thì nó có hai cái giá trị fair với cái giá trị excellent form. Thì fair đây là một cái là nhãn no nè, một yes nè, hai yes nè, ba yes ha. Rồi ở đây là một no nữa là hai no, ba yes rồi, 4 yes, 5 yes, 6 yes ha, 6 yes với lại 2 no, được chưa? Thì mấy anh chị sẽ có đây nè, credit nè, fair nè, là có 6 yes nè, 2 no nè mấy anh chị. Rồi thì ngược lại thì ở đây nó phần còn lại nó sẽ là 3/9 và đây là 3/5. Rồi phần lớp yes của mình là có 9/14 và 5/14. Rồi đó là cái bước đó là mình chị làm gọi là xong cho cái phần xây dựng mô hình. Bước này là bước 1, xong xây dựng mô hình. Rồi chỗ này có hỏi gì không? Rồi để hảo qua bước 2 là dự đoán. Có bị nhanh nhưng có chỗ này chưa rõ không? Mình chị lưu ý làm sao có số 9 với số 5 này. Thì số 5 này là nằm ở đây nè, là có 5/3 mang nhãn no và có 9/3 mang nhãn yes. Này nếu anh chị không có vấn đề gì cho cái phần xây dựng mô hình thì mình sẽ qua tới cái phần dự đoán. Dự đoán thì ở đây có ghi là mình tính xác suất xuất cho phân lớp Z của phần tử x1. X1 ở đâu? X1 ở đây nè. X1 người ta yêu cầu cái gì? Tuổi nhỏ hơn bằng 30. Thì anh chị sao? Anh chị ở đây nè, B của E1H, người ta là tuổi nè ha, nhỏ hơn bằng 30 cho phân lớp Z. Đó là anh chị sẽ BZ của x1 nó sẽ bằng là B của tuổi bằng nhỏ hơn bằng 30 cho phân lớp yes. Rồi nhân tiếp income bằng medium nè ha. Thì mình chỉ vô đây income ha, income mà bằng medium như đây, cho phân lớp yes là 4/9. Kế đến là student bằng yes, student bằng yes mà cho phân lớp yes nữa là nó ngay đây là 6/9. Credit rating bằng fair là ngay đây 6/9 nữa. Đây mình chỉ có thể nó không có kết quả, tưởng có kết quả. Rồi vậy tôi bồi bản làm cho nó rõ chút xíu. Rồi bây giờ ở đây mình tính BZ cho phần tử x1 ngay đây. Thì mấy anh chị sẽ lấy là tuổi nhỏ hơn bằng 30
cho phần lớp yes nhá. Mọi người là mình chỉ lấy cái giá trị này, mấy anh chị nhân với income bằng medium cho phần lớp yes, nhân với 4/9 ngay đây. Student bằng yes cho phần lớp yes là bằng 6/9 ngay đây. Credit rating bằng fair nhân 6/9. Rồi, cái tử nhiêu đó là đủ không anh chị? Cái tử là mấy cái chỗ màu hồng tôi ghi á, là đủ cho mấy anh chị. Nhân lại thì rồi BE mình tính không được rồi đúng không? Rồi mình vậy tôi lấy mấy cái đó là tôi nhân lại là đúng chưa? Mấy anh chị tính thử cái BZ thử rồi. Tính vậy là đúng chưa? Rồi, ví dụ phần lớp Z gọi này tới phần lớp no. Phần lớp no thì mình sẽ lấy cũng giống vậy thôi, nghĩa là tuổi nhân bằng 30 cho phần lớp no. Rồi income thì bằng medium cho phần lớp no. Rồi student bằng no. Student bằng yes cho phần lớp no. Student bằng yes cho phần lớp no. Credit rating bằng fair cho phần lớp no. Là lấy mấy cái giá trị khoanh dùng màu xanh nhân với nhau, vậy thì đúng hay không? Nghĩa là mình phân lớp yes là mình lấy những cái giá trị màu đỏ mình nhân với nhau, phân lớp no là mình lấy những cái giá trị màu xanh mình nhân với nhau, và mình cùng chia cho BE, thành ra cái thằng nào nó lớn hơn thì nó là nhãn đó, là đúng chưa? Xíu gì vậy Vũ? Rồi, cảm ơn bạn anh Tuấn nha. Là thấy không, cô nói là có người ghi giống đó, bạn Võ Anh Tuấn là bạn lấy có 4 thuộc tính thôi, bạn thiếu cái BH này nè. Không phải mình ơi, không phải mình nên bạn thiếu đâu, nhiều người thiếu lắm, có nghĩa là mình phải nhân cái no thì mình phải nhân với BNO là 5/14 ha. Còn ai yes thì mình nhân cho BS bằng 9/14 ha anh chị. Có nghĩa là cái này là nhiều người quên lắm khi thực hiện lắm, chứ không phải mình nên ha. Thì để ý, ví dụ mình sợ mình quên thì có thể là mình viết cái đó trước rồi mình đã đi viết tới mấy cái thuộc tính ha anh chị. Rồi đó là mình sẽ tính xong thì mình sẽ so sánh giá trị nào lớn hơn thì xác suất xuất hiện của nó là lớn hơn. Rồi cũng tiết lộ với mấy anh chị luôn là cái bảng mà nãy giờ bắt mấy anh chị tính lại đó thì cái giá trị nó cũng tương ứng như cái bảng này thôi. Nghĩa là tại đặt tên tuổi khác nhau cho mấy anh chị tính thôi, nghĩa là giá trị đó nó tương ứng như là cái bài này thôi, cái bài mà nãy tôi dự đoán thôi. Nhưng mà nếu mà trời cũ vậy thì có thể mấy anh chị làm biến làm, nghĩa là làm sửa xíu cho mấy anh chị làm thôi nha. Các bước, tất cả những bước nãy mình mới vừa làm là bước xây dựng mô hình này y chang cái đây thôi, không có khác gì cả. Rồi bây giờ tới qua cái phần tử x2 đây, mình tính thử x2 cho mấy anh chị tính thử x2 giùm mấy. Nguyễn Thị Ái Bình tính dùng cô x2 đi. Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Yến tính BZ cho cái phần tử x2. Nguyễn Tô Huy, Phạm Thanh Huyền, Phạm Văn A, Phan Trọng Luật tính phân lớp no cho cái phần tử x2 giùm. Rồi mấy anh chị tính chiếc 2 giùm nam. Cái chỗ Tuấn ơi, cái chỗ BZ rồi em gạch xuyệt xuống em ơ thì BE thì nó sẽ là x1 hoặc x2 luôn, em thấy luôn đó nha. Rồi tính thử thôi, để cho x2 cho mình gan nhiều mấy anh chị.
Thế tương tự thôi mà sao làm lâu vậy, không cần gái giá trị nha, chỉ cần thấy số giống như bạn Tuấn nãy giờ ghi vậy đó nha. Ok, cảm ơn bạn ý. Rồi, bây giờ để đổi màu. Màu cây. Rồi, bây giờ ở đây, đối với X2, tuổi là từ 31 đến 40. Cho phân lớp Yes thì mình sẽ lấy cái chỗ này, giá trị 4 phần 9 này. Mình nhân tiếp income bằng 2 ở trên đây, cho phân lớp Yes là 2 phần 9. Student bằng Yes là ngay đây 6 phần 9. Credit bằng fair giống nãy luôn, thì ở đây là bằng 6 phần 9. Và nhân cho BZ bằng 9 phần 14. Thì cái chỗ Yes thì không có vấn đề gì. Ây cha, bạn Thư ơi, bạn Thư cũng quên á, bạn Thư quên 9 phần 14 nữa rồi bạn Thư. Bạn chỉ có, ủa mà sao ra 39 phần 9 vậy, 3 phần 9 quá hả, rồi ghi thành 39 như gì vậy. Thư ơi, em coi lại nha. Rồi, bạn gì đó, không biết nữa, có cái mã số nữa. Thì 4 phần 9, 2 phần, 6 phần 9, 6 phần 9. Ủa nhưng mà chỗ này là income bằng 2 em ơi. Cái chỗ chỗ bạn văn kê kê gì đó không biết nữa. Thì ở đây là income bằng 2 chứ không phải bằng medium nữa ha. Đây là coi chừng lộn nha. Income bằng 2 thì nó nằm trên đây là 2 phần 9 chứ không phải 4 phần 9 ha. Rồi. BS thì ok rồi, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ Beno, Pino thì nó có vấn đề xảy ra, thành ra mới kêu mấy chị tính lại đó. Nên chị kêu tính thử cho tình huống này đó ha. Là Pino thì mấy chị sẽ thấy gì? Nghe đây, lấy 0 phần 5, mà 0 phần 5 là 0 rồi. 0 thì nhân những cái giá trị bên đây bao nhiêu đi nữa thì chỗ đó nó cũng ra 0 hết. Thì nó sẽ nhỏ hơn cái giá trị bên kia. Ha, thì đó là cái vấn đề. Và với cái vấn đề này thì mình sẽ xử lý như thế nào? Là mấy chị sẽ qua lại kế tiếp. Trường hợp xác suất bằng 0, mà thật ra xác suất này sẽ không thể bằng 0 được ha. Thì mình dùng là ước lượng Laplace, chỉ tiếng nguyên là Laplace estimator, hay là dùng cái ước lượng Laplace để mình chuẩn hóa nó trước, mình thay đổi cái giá trị nó trước để tránh cái tình huống xác suất bằng 0. Thì chuẩn hóa như thế nào, anh chị chịu khó ghi cái câu này vô rồi mình mới làm bài tập thử. Cộng thêm cho tử một giá trị bmi và mẫu số một giá trị mi để tính xác suất, với điều kiện mi là hằng số dương và ti là hệ số dương, sao cho tổng các bi này bằng 1. Rồi mấy chị ghi giùm đi, là khi xác suất bằng 0 đó, khi cái tình huống có dữ liệu gây ra xác suất bằng 0 thì người ta dùng ước lượng Laplace ha. Rồi ước lượng như thế nào, ghi cái dấu cộng đầu cuối cùng. À, chị ước lượng Laplace bằng cái cách này ở dưới.
Không chưa mấy anh chị. Ok, cảm ơn nào. Hai bắt đầu ước lượng lặp lại thì hồi nãy đó mình chị thấy là cái tình huống như chỗ này là lúc còn overcast hay là cái chỗ tuổi là 31 đến 40 á, thì mình sẽ có trường hợp là cái chỗ nhãn nô này nó sẽ bằng không. Bằng không thì ở đây mình theo cái lý thuyết mình chị mới ghi đó ha, mấy anh chị cộng cho tử một giá trị BIMI, cái giá trị B nè cộng nhân với MI, thì ở đây rồi mẫu á, thì mình chia cho cái mẫu cộng một cái giá trị mi, với điều kiện cái giá trị mi này nè và vật b này đều phải dương và sigma của bi này nó bằng một, thì ở đây tôi chọn mi bằng một cho nó dễ, tại bi mi thì là bi nhân với mi, thì mi bằng một thì b bằng mấy thì mình nhân với một nó khỏe ha. Thành ra đây là để với cái này thì nghĩa là cái mẫu này là mình sẽ cộng một nè, cái tử á, thì người ta chỉ nói các giá trị này cộng lại bằng một thôi, chứ người ta không có nói là nó phải khác nhau. Thành ra ở đây mình thấy là Outlook bằng Sunny bằng Office bằng Rainy là có ba giá trị nè, thì tôi lấy B đó bằng nhau rồi bằng 1/3 luôn, thì nó sẽ thành là ở đây là thay vì là 3/5 nó sẽ thành 3 cộng 1/3 chia cho 5 cộng 1, mà cái chỗ không này nè thì thay vì tử là không thì bây giờ nó sẽ bằng 1/5 chia 5 cộng 1, rồi cái bên đây là nó sẽ 2 cộng 1/3 chia cho 5 cộng 1. Thì mấy anh chị tính cái này ra thì mình chị sẽ ra sinh đi bằng 10/18, overcast bằng 1/18 và ra đi bằng 7/18, thì mình chị thấy tử nè 10 cộng 1/7 là ra bằng 18/18, nghĩa là tổng lại thì nó cũng ra 100% hay ra một thôi, không có khác gì hết, chỉ là cái chỗ này thay vì bằng không nó sẽ bằng một cái giá trị nào đó tùy vào cái tỷ lệ mình chọn. Thì hỏi chọn B bằng bao nhiêu thì cái này tùy mấy anh chị thôi, và chọn rồi mấy anh chị đánh giá độ chính xác của mô hình để biết thôi, B với mi này nè ha, và mấy anh chị ghi cái ví dụ này vô cho dễ nhớ đi ha, đừng nữa có cho cái câu tương tự thì mình được biết đường mình làm. Rồi ghi xong chưa, mình quay cho cái ví dụ. Rồi. Rồi, cho cái bài tập nhỏ nhỏ làm cho đỡ buồn ngủ. Là bây giờ cho cái tập dữ liệu này thì nhìn vô đây, có nghĩa là mình cho một thuộc tính thôi, cái thuộc tính T này.
Nó có bốn cái giá trị là T1, T2, T3, T4, và ở đây mình có ba cái nhãn ABC. Vậy thì trong đây mình chị nhìn có chỗ nào mình còn phải dùng ước lượng Laplace không, và mình chị ước lượng Laplace dùm cho các giá trị đó dùm thử. Cũng tương tự nãy là mình chị chỉ cần ghi cái gì cộng trừ những chia gì thôi, không có cần phải tính ra kết quả cuối cùng hết mình chị. Ở đây á thì có cái trường hợp là khi thuộc tính T này bằng T3 đó, thì có này bằng không thì mình sẽ chuẩn hóa rồi giờ dùng mấy anh chị ước lượng Laplace giùm đi để cho nó đừng mất cái không này, mấy anh chị làm thử đi. Cảm ơn bạn Kiều Hoa, nhưng mà vấn đề là làm sao mấy bạn làm thử thôi. Sao anh chị, nhưng mình ước lượng sao đây, ước lượng Laplace như thế nào cho nó mất cái giá trị không trên cái tử này coi. À, rồi cảm ơn bạn Vũ ha. Thì ở đây cái T1 là mình sẽ giống như bạn Vũ làm là tử của mình bằng 5 nè ha, mình cộng 1 phần 4 rồi mình chia cho 13 cộng 1, nói chung là cái mẫu là 13 cộng 1 hết nè. Cái tử thì ở đây là bạn cho 1 phần 4 hết, mình sẽ 5 cộng 3, 5 rồi cộng 1 phần 4, 3 cộng 1 phần 4, 0 cộng 1 phần 4, 5 cộng 1 phần 4. Rồi, cái đó là bạn làm đúng rồi đó ha. Thì ở đây ví dụ ở đây 5 nè. 5 bây giờ ví dụ tôi cộng ở đây 1 phần 4. Tôi cộng đây là 2 phần 6 nha. Ví dụ đây là tôi cộng 2 phần 6 chia cho 10, 13 cộng 1 là bằng 14 luôn đi ha, đang đỡ phải viết. Rồi đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai, ví dụ tôi lấy 3 cộng 1 phần 6 ha, chia cho 14 là gì, là cái T2 á ha. Rồi cái T3 thì tôi lấy là 0 nè cộng 2 phần 6 cộng 2 phần 6 chia cho 14, và cái giá trị cuối cùng là tôi lấy 5 cộng 2 phần 6 chia cho 14, thì đúng không anh chị? Này, ví dụ tôi làm như vậy. Đây là T1, T2, T3, T4. Làm vậy là đúng không? Tôi không muốn cho bằng nhau giống như bạn Vũ nữa. Giờ tôi cho vậy nó trúng không? À, chỗ cộng thêm thì tại vì ở đây này, để gửi giải thích lại ha, ở đây là lý thuyết nãy mấy anh chị mới ghi đó, là người, nói chung là người ta thấy cái tử nó có giá trị không, bây giờ muốn muốn mất cái giá trị không người ta phải thêm, nhưng mà thêm theo cái quy tắc gì thì ở đây người ta đề xuất gọi là cái phương pháp là ước lượng Laplace, thì người ta thêm là cộng thêm cho tử một giá trị bi nhân với mi và cộng cho giá ở mẫu số một cái giá trị mi để tính lại cái xác suất, với điều kiện mi là hằng số dương, BI cũng dương luôn, mà
thêm cái điều kiện nữa là BI, BI sigma của BI nó phải là bằng 1 ha anh chị. Thành ra ở đây là ở đây mình mới cộng vô, nghĩa là đây là cộng cộng BI nè, này là mấy cái này là cái BI, ở đây là B1, B2, B3 bằng 1/3. Mi thì cho bằng 1 cho nó dễ tính thôi. Thì nhưng mà ví dụ cái bài này thì mình chỉ có 3 cái giá trị thôi, B1, B2, B3, bởi vì là outlook nó có 3 giá trị khác nhau. Còn cái bài ở bên đây thì nó có 4 giá trị ha. Thành ra là mình sẽ là gì? Mình lấy 4 cái giá trị này, mình lấy cái tử đó, mình cộng cho BI nhân Mi. Mi hiện tại đang là bằng 1, thành ra là cái này là mình chỉ cộng 2/6, mà đúng là 2/6 nhân 1 á. Tại đây là B1 nè, nhân với Mi, Mi bằng 1 ha. Thì ở đây là ở đây là tôi đang cố tình làm sai cho mấy bạn, đó là gì, đây là 2/6 nè, cộng 1/6, cộng 2/6, cộng 2/6 nữa là nó hút rồi, nó là 7/6 là bị sai. Ok, mấy bạn cứ tự nhiên cho tôi giải thích thôi. Ở đây là 2/6 cộng với 1/6, cộng với 2/6, cộng 2/6 là 7/6, là hơn 1 rồi, là nó bị sai ha. Thì ví dụ ở đây anh chị có thể ở đây sửa, ví dụ sửa chỗ này bằng 1/6 cũng được, sửa chỗ này bằng 1/6 cũng được, hay là chỗ này cũng được, tùy. Sửa một trong hai mấy chỗ đó thôi, chứ sửa hết 1/6 hết lại cũng sai. Sai bởi vì nó nhỏ hơn 1 ha. Rồi, thật ra cho bài này là để có nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn, là thay vì á, là lấy cái theo cái chiều dọc á, để mình tính, mình cộng tử với mẫu. Cái mấy bạn có nhiều bạn lấy theo chiều ngang, tại vì cái bài ví dụ là có 3 giá trị thôi. Thành ra cái bài này là 3 cái phân lớp, có mấy bạn tưởng là 3 cái giá trị của đường tính, cái mà bạn tính là mấy bạn cũng bị sai nha. Thành ra là mấy bạn lưu ý mấy cái chỗ đó để mình biết đường mình tính. Rồi, nó có thêm một cái trường hợp nữa là giá trị thuộc tính nhiễu. Thuộc tính nhiễu nghĩa là gì? Nghĩa là thay vì ví dụ cái bài này nó phải có 4 thuộc tính thì người ta mới dự đoán được cái nhãn. Thì đây là tự nhiên có một thuộc tính nào đó nó không có cái dấu chấm hỏi, nghĩa là không có biết cái giá trị thuộc tính này là bằng bao nhiêu. Thì người ta làm gì? Bỏ qua cái thuộc tính nhiễu đó thôi. Cái này gọi là thuộc tính nhiễu, nghĩa không quan tâm nữa. Thay vì phải đủ 4 thuộc tính này mới tính, thì giờ mình tính 3 thôi. Nghĩa là mình lấy nhiệt độ bằng không này, có xác suất cho phân lớp Z là 3/9, độ ẩm bằng 2 cho phân lớp Z là 3/9, quân đi bằng true cho phân lớp Z 3/9, và nhân với BZ thì mình sẽ ra cái giá trị này. Tương tự vậy thì mình tính luôn, nghĩa là mình bỏ cái thằng này đi. Có nhiều bạn không biết cái này nó có một cái slide, cái mấy bạn nói nó không có tốt quá, cái cho đi thi cái mấy bạn tự bịa ra cái xác suất cho phần lớp Z là bao nhiêu, của Outlook cho phần lớp Z bằng bao nhiêu, cho phần lớp No bằng bao nhiêu. Thành ra là cái đó là bị sai ha. Rồi, đó là cái ý là giá trị thuộc tính nhiễu. Còn một ý nữa thì cái giá trị ngay đây nhìn vô đôi khi nó sẽ, ví dụ nhìn gì thì mình chỉ là biết mình sẽ chọn No, nhưng mà nhìn nó cũng không có đẹp lắm. Thì người ta chuẩn hóa nó bằng cách là lấy giá trị của nó chia cho tổng của hai giá trị này. Thì đây ra 41%, đây là 59%. Thì nhìn vô là mình biết cái này nó lớn hơn, dễ hơn, số nó đẹp hơn á. Thì các thư viện mà nó cung cấp cho mấy anh chị thì nó sẽ tính ra cái giá trị giống như vậy nè, chứ không phải nó tính ra giá trị ở trên đây. Rồi mấy anh chị ghi vô đi. Đối với giá trị, đối với trường hợp này thuộc tính nó bị nhiễu đi, không có thông tin đó, thì mình sẽ phân lớp là mình bỏ qua cái thuộc tính nhiễu, mình chỉ chọn những cái dữ liệu phân lớp hay là học gì đó đều bỏ qua cái giá trị nhiều dữ liệu nhiễu, nghĩa là xem nó là có ba thuộc tính thôi, thay vì nó 4 thuộc tính đó mình tính. Mấy bạn có nghe không nhỉ? Bạn Linh nó không có nghe cô nói gì hết. Ok, ừ. Cô nói nhỏ xíu hả? Cô kéo lại gần gần nữa coi. Tại vì bữa nay, ok, cảm ơn Nhật. Bữa nay là cô dời vị trí dài so với bình thường xíu, cái phòng khác. Sống đồng hả? Thì có thể là internet ở chỗ bạn hay là cái loa của bạn nó có vấn đề ha. Rồi ok, mấy bạn chịu khó ghi cái này dùm vô trước đi, rồi mình qua slide kế tiếp. Nói chung á là cô nói chuyện lớn tiếng lắm luôn rồi đó, nhưng mà nghe nhỏ là không biết là mình có thể mình bật nhỏ không, cô nói chuyện thường lớn tiếng.
Ừ thì bạn cứ ra đây, bạn thoát ra, bạn vào lại thì có nghe được chưa? Tại vì cái slide này để trả lời với bạn không có nghe. Ok. Anyone. Ok, Linh. Thoát ra rồi vào đi. Để cô qua nội dung mới. Đợi đợi bạn chút xíu ha, mình trong khi mình viết cái này mình đợi bạn xíu đi, có khi để lỡ qua nội dung khác rồi bạn. Cái này có một slide một vờ rồi nó không thấy, không biết đường tính nên là không biết đường trả lời. Cô chưa có nói mà sao nghe được, giờ nghe chưa, thấy miệng cô nhấp nhép gì thì mới biết cô nói không chứ. Rồi cô biết nghe không mà cô nói nghe lên. Ok rồi, giá trị được tính nhiễu á, là nếu mà có một cái giá trị nào đó mình không có thông tin thì mình sẽ bỏ qua, mình chỉ sử dụng những thuộc tính còn lại hết, thế mấy anh chị. Rồi bây giờ mình qua cái nội dung kế tiếp, và mấy anh chị quan sát dùm cái tập dữ liệu này thì mấy anh chị sẽ thấy cái gì khác cái nãy giờ mình đang làm.
Đúng rồi, mình sẽ có hai cái cột này là giá trị thuộc tính liên tục, thì mình không thể nào mình lấy ví dụ nhiệt độ bằng 85 này, mình tính cho phân lớp yes bằng bao nhiêu, phân lớp no bằng nhiêu, rồi 80 bằng nhiêu, rồi 83 bằng nhiêu, 70. Để này có nước là mình mỗi một cái giá trị mình lấy, rồi bây giờ lỡ một cái giá trị nào đó nó không có nằm ở trong đây, nó xuất hiện ở phần tử mới tới thì nó không có được. Thành ra đối với tình huống này thì người ta sẽ giả sử dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn, hay còn gọi là phân phối Gauss nha. Thì ở đây cái phân phối Gauss thì nó được tính bằng cái gì nha? Đối với dữ liệu liên tục thì mình giả sử các thuộc tính này tuân theo phân phối Gauss, và cái xác suất của nó, cái hàm mật độ xác suất của nó được tính theo công thức của cái phân phối Gauss nha. Nghĩa là theo cái thức này nè, và công thức này thì mình cần phải có giá trị gì? Giá trị trung bình nè, mình cần có phải phương sai ngay đây nha, mình cần có độ lệch chuẩn ngay đây thì mình mới tính được cái xác suất này. Và có nghĩa là ở cái bước không có phân hoặc nhị phân, giống như cái quyết định thêm anh chị, cây quyết định nếu thuộc tính liên tục thì mình dùng phân hoặc nhị phân, còn đối với bài toán Bayes thơ ngay thuộc tính mà liên tục thì mình giả sử nó tuân theo phân phối Gauss, và mình dựa vào cái hàm mật độ xác suất này để mình tính. Thì cái xác suất này chỉ được tính khi có cái phần tử mới tới mình biết ít thì là mình mới tính được, nhưng mà ở cái bước mà xây dựng mô hình thì mình sẽ tính được những cái giá trị này trước, mình tính được cái độ lệch chuẩn trước, mình tính được phương sai trước, tính được giá trị trung bình trước, chỉ có cái ít không có thôi. Thành ra mấy anh chị ghi giùm cho tôi cái ý đầu tiên là thuộc tính liên tục, thì mình giả sử là các thuộc tính đó tuân theo phân phối Gauss, và mình ghi công thức này vào, bốn công thức này vào, chịu khó nha. Rồi, 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 em không nghe được gì luôn. Bữa hôm là hướng dẫn mấy anh chị cái phần đánh giá mô hình rồi phải không anh chị? Cái buổi học kế tiếp của mình đó, thì mình sẽ thực hành thôi mấy anh chị. Thì chắc là tại vì cái lớp đông quá, tới 100 lận, thành ra cái bài tập nhóm thì để tôi suy nghĩ cân nhắc lại, có thể không cho mấy anh chị làm bài tập nhóm mà ứng với mỗi buổi thực hành cho mấy anh chị thực hành thôi quá. Hay là cho mấy anh chị làm bài tập thực hành nộp mỗi buổi thì lấy cái cộng mấy cái điểm đó, lấy điểm giữa giữa kỳ đến 30% nhiều quá, chứ nếu mà nhóm thì tôi cũng không nghĩ không có đủ thời gian để làm ha. Thì tuần sau để coi là mình sẽ học vào buổi nào, thì mình sẽ thực hành. Thứ ba là chưa, cô chưa biết, cô đang nhắn chỗ anh Đạt mà anh Đạt chưa có trả lời, có thể là buổi tối bữa nay anh không có trực, nó không trả lời, để ngày mai cô hỏi thử rồi có gì anh sẽ thông báo cho lớp và cho cô ha. Thứ ba, thứ năm thì cô đi họp, chắc chắn là thứ năm là không dạy được rồi, còn học thứ nào khác trong tuần mà thỏa mãn hết tất cả các bạn đó thì cái chỗ đó Đạt nó mới nắm, cô có nắm ra là để ngày mai để trao đổi với Đạt, rồi có gì Đạt sẽ thông báo với lớp và với cô lại học buổi nào trong tuần sau. Thì cái ban ngày cô cũng đâu có đi dạy được, ban ngày cô cũng bị đi học rồi không dạy được, anh trả lời để coi lại chỗ đó làm sao. Còn với lại không nhớ là tôi làm mỗi tuần họp hay là hay gì, nghĩa là chỉ là tuần sau á là cô không dạy thứ năm được thôi, còn tuần sau nữa để cô coi coi là hình như cô là 2 tuần mới họp lần hay gì ấy. Cô coi lại cái thông báo mình tính. Nếu 2 tuần thì tuần sau mà học, tìm được buổi nào thì học, còn không thì tạm nghỉ thì tuần sau nữa học. Nhưng mà để cái đó chưa, tôi chưa có nói gì hết nha, có nghĩa là thứ năm chắc chắn không học được, nhưng mà còn học buổi nào thì để trao đổi, để thông báo lại ha. Nhưng mà buổi sau là học thực hành,
mấy anh chị chịu khó cài đặt này nọ để tôi hướng dẫn thực hành cho mấy anh chị thì mấy anh chị mới làm bài tập nộp được hết mấy anh chị. Và bữa sau chốt luôn là làm bài. À, có nghĩa là trung tâm sắp đại thôi, muốn học ai học được học, không học được thì tính theo số đông đó phải không? À. Những chứ dồn quá trời dồn. Dồn 100 bạn là tôi thấy nó khó. Khó đánh giá quá này kia. Rồi, nghĩ xong chưa? Thì đấy nó dồn là dồn nhiều lớp lại á, nên nên cái lịch nó khó. Rồi bây giờ mình thử làm cái bài tập nãy cho cái phần này ha. Là ở đây là mình đầu tiên là mình cũng xây dựng mô hình, sau đó là mình dự đoán nhãn cho cái phần tử mới tới này. Thì cái ok rồi. Rồi thì mình sẽ dự đoán cho phần tử mới tới này. Thì bước đầu tiên là mình vẫn phải xây dựng mô hình. Thì xây dựng mô hình hay là huấn luyện mô hình? Huấn luyện mô hình thì đối với cái chỗ Outlook nè, chỗ Windy gió này là mình làm y cũ, là mấy anh chị đã làm rồi đúng không? Rồi rồi bây giờ ở đây á, là chỗ nhiệt độ với độ ẩm á, thì mình phải làm gì? Thì hồi nãy có giải thích với anh chị rồi, cái giá trị F này là không có tính liền được, khi nào có phần tử mới tới mới tính được. Có nghĩa là mình có người ta truyền cho mình cái giá trị X này thì mình mới tính nào được mật độ xác suất cho cái X này. Thành ra ở đây là mình sẽ chỉ tính được cái giá trị nguy, để giá trị trung bình phương xa với độ lệch chuẩn trước thôi nha. Nên là mình tính những cái giá trị này nè, để nữa khi có phần tử mới tới mình có giá trị X thì mình thế vào này thì mình sẽ tính được xác suất của nó ha. Vậy thì bây giờ ở đây cho cái cột nhiệt độ đem qua đây nè. Thì bây giờ mấy anh chị thử tính giá trị trung bình của nhiệt độ đi, và cái phương sai độ lệch chuẩn của nhiệt độ thôi, cứ humidity chút xíu tôi tự tính cho mấy anh chị. À, cột nhiệt độ đem qua đây mấy anh chị thử cái bước xây dựng mô hình chỗ nhiệt độ, mấy anh chị xây dựng sao mấy anh chị làm thử đây. Đầu tiên tính nguy trước giùm tôi đi. À, mấy bạn nào làm xong thì điền qua ha. Ví dụ Võ Thị Như Diện là điền dùm cô thử coi. Đồng Thị Viết, Đỗ Trung Đông tính dùm cô. Từ Minh Uy tính dùm cô thử cái chỗ. Đồ giá trị trung bình là phương sai rồi là chuẩn tính thử thôi. À, không cần ra giá trị cuối cùng, chỉ cần lấy cái gì cộng trừ nhân chia gì điền vô thôi. Đầu tiên tính nguyên trước đi, rồi rồi sau đó rồi rồi cô cũng confirm lại cái ok không mà tính tiếp cái giá trị khác. Mấy bạn khác tự tính dùm cũng được, không không cần nhất thiết những người bị kêu tên, nên mấy bạn tính dùm cái giá trị trung bình đi, rồi tôi confirm cái hạ tính tiếp mấy hai ông thế kia nha. Ok. Ừ thì kêu vậy thôi, người bạn nào làm được thì làm.
Có ai điền giùm được chưa? Thì ở đây thật ra là bắt mấy anh chị điền, bởi vì biết sao không? Bởi vì ở đây á là chỗ nhiệt độ này nè, mấy anh chị lưu ý giùm là mấy anh chị không phải lấy hết cái này cộng rồi ra giá trị mi, mà mấy anh chị phải làm gì? Mục tiêu của mình là cần tính xác suất xuất hiện theo phân lớp yes và phân lớp no, nên mấy anh chị phải gọn theo, có nghĩa là phải liệt kê theo từng phân lớp đó. Ví dụ phần tử đầu tiên là 8, giá trị nhiệt độ bằng 85 là nó thuộc phân lớp no, mình chỉ để đây. Phần tử kế tiếp bằng 80 cũng no, hãy qua đây. 83, 70, 68 là yes. Đây, 83, 70, 68 là yes. Rồi 65 là no, chuyển qua đây. 64 là yes. Đây, rồi tới 72 là no bên đây. Sau đó là 69, 75, 75, 72, 81 là yes. Đây, 69, 75, 75, 72, 81 là yes. Và cái cuối cùng là 71 là no. Nghĩa là mấy anh chị phải tính trung bình cho từng cái phân lớp của mình đó. Ở đây nó có hai phân lớp, ví dụ bài toán khác là ba phân lớp thì mấy anh chị phải chia ra làm ba ha. Nên là mình tính giá trị trung bình là mình cộng lại hết và mình chia trung bình là nó ra 73. Bạn A hay A gì đó là bạn cộng hết hay gì, nó ra 73 chấm mấy, và cô cộng thì nó ra 73. Kiểm tra có đúng không, cho phân lớp yes nè ha. Rồi là tại mình có 9 phần tử nên mình cộng lại mình chia 9 ha. Rồi phương sai là theo cái công thức này là 1 chia n trừ 1 thì là 1 chia 8 nè, nhân với cái tổng này là mình lấy từng cái giá trị này nè, 83 trừ cho giá trị trung bình là 73 bình phương, 70 trừ 73 bình phương, 68 trừ 73 bình phương, 64 gì đó, mình lấy từng cái giá trị trên đây mình trừ cho cái giá trị trung bình, rồi sau đó mình trừ mình phương mình cộng lại ha, rồi chia 8 thì mình sẽ ra được cái giá trị phương sai của nó. Rồi độ lệch chuẩn thì mình lấy cái giá trị phương sai đó mình lấy căn bậc 2 thì mình sẽ ra. Ừ, cô thấy chỗ A trả lời rồi, thì thật ra không phải mình, anh em cũng có nhiều bạn là làm cái chuyện đó lắm, thành ra cô cho mấy bạn tự làm như vậy trước rồi mấy bạn nhớ là mình làm như vậy là bị sai á, để mình nhớ ha. Rồi mình công thức này thì chưa tính được tại vì chưa có phần tử mới tới, vậy thì qua cái bước xây dựng mô hình thì mấy anh chị sẽ ra được cái này, nghĩa là mình sẽ tính được giá trị trung bình, độ lệch chuẩn với phương sai mình tính sẵn hết ở đây. Từ nãy là nhiệt độ thì tương tự vậy mình làm cho cái, tương tự mình làm cho cái độ ẩm ha mấy anh chị. Đây là mình sẽ có là, để coi này có chưa, đây cái chỗ này nó dễ hơn nè. Là chỗ nhiệt độ với độ ẩm đó, là mình sẽ phải tính giá trị trung bình nè, trung bình cho từng phân lớp, cho yes cho no ha, rồi độ lệch chuẩn phương sai chuẩn cho từng cái phân lớp luôn. Rồi bây giờ cho cái phần tử mới tới này, giờ mình xác định nhãn thì là cái gì, theo cái công thức, theo cái định lý Bayes của mình ngay đây thì mình sẽ là cái gì, BE1H thì ở đây nghĩa là outlook bằng sinh ni cho phân lớp Z, thì ngay đây outlook bằng sinh ni cho phân lớp Z mình tính nè, sau đó là tới là gì, nhiệt độ bằng bao nhiêu, bằng 66 cho phân lớp Z, độ ẩm bằng 90 cho phân lớp Z à. Rồi windy là bằng true cho phân lớp Z là ngay đây, và BZ. Vậy thì ở đây tất cả mấy cái giá trị kia thì có rồi, chỉ có hai cái cô tô màu xanh là chưa có thôi. Thì mình phải tính, mình tính như thế nào, tính như thế nào thì ở đây dựa vào cái hàm mật độ xác suất tương theo phân phối Gauss nãy nè. Mình thế vô, thế nhiệt độ bằng 66 vô đây thì mình sẽ tính được BZ khi nhiệt độ bằng 66 à. Mấy anh chị lưu ý ở đây có dấu trừ, ở đây là căn bậc 2 tới ngay đây thôi nha, mấy anh chị thế cho nó trúng này, chỗ này thế dùm cho mấy anh chị nè, nhiệt độ bằng 66 cho phân lớp Z nè ha, là 1 chia căn bậc 2 của 2n nhân 6.2, 6.2 ở đâu lấy trong đây xuống ha, đây nè, rồi trừ, nghĩa là có trừ ha, 66 là mình thế vô nè, rồi mi bằng mấy, bằng 73 trên đây mình thế vô, chia cho 2 nhân cái này, những người bình phương nghĩa là những 6.2 bình phương, hoặc là mấy chị nhân là 38.44 bình phương, 38.44 ở đây luôn cũng được, là mình sẽ tính được nhiệt độ bằng 66 cho phân lớp Z là có xác suất 0,0340. Nhân lại xíu cho mấy anh chị ghi hay gì nốt lại để cho mấy anh chị nhớ ha, để nói nhanh quá nhiều lúc không có theo kịp.
Mình bôi lên đây để cho mấy anh chị dễ thấy. Nhưng mấy anh chị nhớ là đây là có dấu trừ ngay đây nha mấy anh chị. Căn bậc 2 thì chỉ tới đây thôi. Tuần sau nếu mà có học để đợi thông báo ha, thì mình sẽ học thực hành giải thuật KNN và BZ này nè. Thì mấy anh chị đọc bài cho kỹ để mà mình thực hành cho nó dễ hết anh chị. Thực hành thì có thể thực hành khúc đầu là giới thiệu về Python cơ bản, thì là bữa hổm kêu mấy anh chị coi rồi á, nhưng mà mình sẽ làm sơ sơ lại cái đó trước rồi qua tới cái giải thuật này. Chỗ 1/8. Rồi 1/8 thì ở đây giải thích cho mấy anh chị ha, là cái công thức này nè là tùy tùy vào bài toán, tùy vào cái trường hợp. Ở đây là 1/8 ở đây ha, cái giá trị này bạn mở qua đây công thức mấy anh chị ghi hồi nãy đi. Ở đây là mấy anh chị ha, thì cái phương sai á, phương sai thì có công thức á, mấy anh chị tham khảo thì có một số chỗ thì nó một chia n luôn, có chỗ thì một chia n trừ một. Thì ở đây trong cái bài toán này thì người ta chọn cái công thức phương sai này ha, là một chia n trừ một. Thì 1/8 này là do là ở đây phân lớp S là mình có 9 phần tử thì bằng n trừ 1 là bằng 9 trừ 1 bằng 8 hay anh chị. Còn ví dụ đó với mình tính cho phân lớp nô, để bỏ cái này, mà mình tính cho phân lớp nô thì lúc đó là anh chị không phải chia cho 1/8 nữa, mà anh chị sẽ chia cho 1/4. À, trả qua anh đây ha, nãy mình đang dừng ở đây đúng không? À không, bài toán bây giờ theo nghĩa là chọn công thức theo này ha, cho thống nhất ở đây nha. Có nghĩa là đối với toán học á, cái chỗ mà phương sai á, thì nó sẽ có hai trường hợp sử dụng, nhưng mà đối với trong bài toán bây giờ theo nghĩa là chọn n một chia n trừ một với mấy chị. Rồi xong chưa? Mình sẽ tương tự vậy em anh chị. Mấy anh chị sẽ tính được là cái chỗ nhiệt độ này bằng 66 cho phân lớp Z nè, thì mình tính nhiệt độ bằng 66 cho phân lớp nô. Rồi mình tính độ ẩm bằng 90 cho phân lớp Z, nhiệt độ ẩm bằng 90 cho phân lớp nô. Sao 90 là đây nè, đề bài người ta cho cái thuộc tính humidity nó có giá trị này, thành ra mình mới thế vô mình tính ha. Và nhiệt độ là bằng 66 mình thế vô thì mình tính. Mấy anh chị thử thử thế một cái cho nó ra giống giá trị không mấy anh chị. Dạ thưa, chọn một trong những cái giá trị này mình thế công thức, như mình bấm máy tính gì đó, cái Excel gì đó, nó ra được cái giá trị này không? Rồi sau khi mình tính được những cái giá trị này thì cái bước nó y như cũ ha, bước nó như hồi nãy thôi, là mình thế vào cái công thức định lý này thì mình sẽ ra được là bước 2 là mình dự đoán là mình thế nè. Khi outlook bằng sinh đi cho phân lớp Z thì mình sẽ có 2/9 nhiệt độ bằng 66 cho phân lớp Z, là nãy mình mới vừa tính chứ không phải trong mô hình nó chưa có sẵn, mình mới tính là 0.34. Rồi độ ẩm thì mình tính là được 0.22. Rồi Windy thì lấy trong mô hình có sẵn 3/9 và BZ và bằng 9/14. Là lưu ý nhớ cái này là quên là cái BH này mình dễ bị quên lắm ha. Nốt như thế nào cho nhớ để mình quên cái này là đôi khi nó thay đổi cái giá trị là thôi đâu nhẹ, nó tính điểm được ha. Rồi cái bước thứ hai là mình chuẩn hóa nó về phần trăm để cho dễ thấy thôi. Thì mình sẽ biết được là phần tử mới tới này là 79.1% là cho phân lớp nô, là nó là nhãn nô. Rồi. Dừng lại cho mấy chị nghe cái kết quả cuối cùng này ha. Một cái phần đánh giá mô hình đó là dạy cho mấy anh chị hồi tuần rồi hay là tuần trước nữa vậy mấy anh chị, để tôi ôn thôi chứ có gì để ôn tập cho mấy anh chị hả?
ôm cái lý thuyết trước để tuần sau thực hành thì cho vậy hồi mình ôm lại xíu cái đó nữa, nhắc lại xíu cái nên đang 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 thực hành cho nó dễ thôi chứ không có gì. Tuần sau thực hành cam em với bên Z, sau đó là cái quyết định 2 tuần nữa là tuần này là tuần 4, form 2 tuần là 6 tuần, 6 tuần sau đó là học hội quy 7 tuần, phương pháp tập hợp vô hình với hội quy là 7 tuần, hội quy là 8 tuần, mạng neuron là 9 tuần, thực hành 11. Ok. Rồi xong ha. Có hỏi gì về cái giải thuật bay giá thơ ngay cho dữ liệu liên tục, mình chị có cần hỏi gì không? Ok, không có hỏi gì hết. Thì mình sẽ học tiếp. That's it. Rồi, bước 2 là dự đoán là mình nãy mình thế vô ha. Thế vô mình tính được cái mẫu là như đây ha, và mình có thể chuẩn hóa nó về đây để nhìn cho nó dễ ha. Ví dụ 20,9%, 79.1, nhìn mình sẽ biết là nó nhãn nô rồi. Đó là cái trường hợp thường sử dụng nhất ha. Thì ngoài đó ra nó còn có gọi là multinomial nesbet, thì cái mô hình này được sử dụng chủ yếu trong cái phần phân loại văn bản thôi chứ không có sử dụng trong những cái tập dữ liệu hồi nãy. Thì công thức xác suất của nó sẽ khác chút xíu ha, thì này mình cũng nói qua cho mấy anh chị biết thôi. Rồi, hoặc là nó như là multinomial, hoặc là nó có một cái là đẹp nully, nghĩa là mô hình áp dụng cho cái dữ liệu cái dạng là không một thôi ha, cũng giống giống văn bản nhưng mà đây là người ta đếm số lần xuất hiện của một từ trong văn bản. Thì cái công thức của nó thì xác suất có điều kiện của nó thì nó sẽ khác công thức hồi nãy xíu ha. Rồi, kết luận về cái giải thuật này là cho kết quả tốt trong thực tế mặc dù chịu những cái giả thiết về tính độc lập thống kê của cái thuộc tính. Và cái phân lớp ở đây nè, mình không yêu cầu phải ước lượng một cách chính xác xác suất. Là nãy mình chị có làm cái chỗ ước lượng Laplace đó, mình chị nhớ không? Thì có nghĩa là bây giờ nó ra xác suất bằng không thì là tiêu rồi, không có tính gì được hết. Thì người ta dùng ước lượng Laplace này để người tính, thì chắc chắn là lúc đó là cái xác suất nó không có chính xác lắm, nhưng mà nó có thể sử dụng đó để phân loại phân lớp được. Thì cái dữ liệu cái giải thuật này nói chung là cũng dễ cài đặt, mình chỉ tính sẵn xác suất rồi mình để đó thôi chứ nó không có gì quá phức tạp, và nó cũng dễ hiểu. Xác suất xuất hiện cho phân lớp nào nhiều thì mình gán nhãn cho đó thôi à, rồi sử dụng để phân loại văn bản thư rác này kia. Tuy nhiên là cái dữ liệu này khi mà có nhiều thuộc tính dư thừa thì nó không có hiệu quả, hoặc là dữ liệu liên tục nó không tuân theo phân phối chuẩn mà mình lại dùng cái phân phối chuẩn để mình tính thì tất nhiên nó sẽ không có tốt ha. Thì hướng phát triển của giải thuật là chọn thuộc tính con từ các thuộc tính ban đầu và có thể là sử dụng những thuộc tính con đó để phân lớp thôi chứ không sử dụng hết ha. Hoặc mình có thể dùng cái mạng Bayes để thấy được cái mối liên quan về các thuộc tính. Rồi, giải thuật Bayes tới đây là hết. Anh chị có thắc mắc hay câu hỏi gì về giải thuật này không? Rồi, trong khi chờ đợi mấy câu đó thì mấy anh chị trả lời coi là ôn bài á, ôn bài đầu giờ nó chưa có ôn cái phần nghi thức kiểm tra đánh giá. Thì hôm trước mấy anh chị học là có những cái khái niệm gì để mấy anh chị nói thử ha. Coi có cái phần này tôi có cho bài tập không, không nhớ, bữa hổm đợi xíu. Mastering. À, mình còn học clustering nữa.
Rồi. Anh chị không có hỏi gì thì mình sẽ học tiếp hơn. Rồi mấy anh chị nhắc lại dùm con nghi thức đánh giá hôm trước tôi hướng dẫn mấy anh chị á, là có những cái nghi thức gì, tại vì tuần sau mình thực hành sẽ mình sẽ cần biết cái nghi thức đó ha, cái chỉ số với cái nghi thức đó mình cần phải nắm. Rồi nghi thức Carphone là gì, nghi thức Hornell là gì, decision tree. Phương pháp tập hợp mô hình đâu rồi? Rồi, mấy bạn đang nhắc lại cái nghi thức đó là Carphone chứ phải Cajon ha, K chữ F vậy đó, là chia tập dữ liệu thành K phần bằng nhau ha, và là lặp lại mỗi lần thì sử dụng K trừ 1 để học và một phone còn lại để kiểm tra mình đánh giá trung bình của nó ha, là cái à, là cái ca phone hay là mình chị chia cái dữ liệu của mình chị thành ca phần bằng nhau. Ủa? Mình chị chia dữ liệu của mình chị thành ca phần bằng nhau, ví dụ đây là mình chia 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần giả bộ bằng nhau đi ha, thì mình chị lấy 3 phần mình chị đem huấn luyện mô hình và 1 phần để mình chị đi kiểm tra, và mình chị thay đổi hoán chuyển, ví dụ lần nãy là lần 1 là vậy, lần 2 là làm vậy, này nguyên này huấn luyện, này kiểm tra, lần 3 có thể là mấy anh chị sẽ làm gì, lấy cái này rồi lấy cái này là hai nè, và lấy cái ba này đem đi huấn luyện mô hình và lấy cái chỗ này thì kiểm tra chẳng hạn, mình sẽ làm lại ca lần, làm đủ 4 lần đó, mỗi lần thì cái dữ liệu là học và kiểm tra nó không được trùng nhau, mà sau ca lần thì tất cả các dữ liệu đều đã được đem đi đánh giá hết ha, đó là cái nghi thức Carphone. Rồi một cái nữa nghi thức Hornell là mấy bạn cũng có ghi rồi, là mình lấy ngẫu nhiên 2 phần 3 tập dữ liệu ra để mà mình huấn luyện mô hình, rồi 1 phần 3 còn lại để mình đánh giá mô hình. Thì cái nghi thức Hornell này là cái buổi đi thực hành đầu tiên mấy chị sẽ sử dụng nghi thức này, và sau đó qua cái buổi thứ hai thì mình mới sử dụng cái nghi thức Carphone thì mình chị. Rồi bây giờ mình chị học cái chừng khoảng 10 phút nữa thôi, rồi tôi cho mình chị nghỉ để học một phương pháp mới là phương pháp tập hợp mô hình, nghi luôn tiếng Anh của nó, ensemble space methods ha. Rồi, cái phương pháp tập hợp mô hình thì ở đây cái nội dung mình sẽ có 4 nội dung giới thiệu về cái phương pháp, rồi giới thiệu về tương quan giữa bát và varian thì mình sẽ dừng lại, còn cái begin random forest gì đó tuần sau mới học, chứ học giờ vô là mình chỉ hết hết tiêu quá nổi rồi, mình sẽ tuần sau mình học. Thì cái phương pháp tập hợp mô hình, nhìn hình này có quen không? Hình này có quen không vậy mấy anh chị? Thì tại sao dùng cái hình này? Cái hình này là ví dụ như là bây giờ người ta cho mình một cái tập dữ liệu rất là lớn và mình lấy một phần dữ liệu đó ra, mình xây dựng những cái mô hình khác nhau
Thì bói xem voi đó có nghĩa là những cái đoạn mỗi người lấy một cái đoạn dữ liệu ra, thì với cái đặc trưng dữ liệu đó mình sẽ ra những cái mô hình khác nhau và cái nhãn của mình nó sẽ dự đoán khác nhau, bởi vì cái việc mình lấy dữ liệu không tốt nó không tổng quát hóa được nguyên cái con voi này. Thì cái này thật ra nó không hẳn là như vậy, nhưng mà dùng cái này cho mấy anh chị dễ nhớ, có nghĩa là lấy dữ liệu mà nó không có, không lấy mẫu mà không tốt thì nó sẽ không, sẽ kết quả dự đoán gì nọ của mấy chị nó sẽ không tốt. Thành ra ở đây người ta sẽ dùng tập hợp nhiều cái mô hình để người ta đưa ra cái phán đoán, để tránh tình huống là mình chỉ tập trung vào một cái đặc điểm nào đó của dữ liệu ha. Thì mình chị ghi ý dùm ý đầu tiên đó là phương pháp tập hợp mô hình kết hợp nhiều mô hình cơ sở dựa trên tập học nhằm cải thiện độ chính xác của dự đoán, hay là nó kết hợp các mô hình phân loại yếu để tạo ra một cái mô hình phân loại mạnh. Này, ghi giùm cái ý tưởng của phương pháp tập hợp mô hình giùm cái em anh chị. Chịu khó thêm 5 phút gì đó thôi, tôi cho mấy anh chị nghỉ. 5-7 phút gì đó không biết nữa, tùy mấy anh chị viết nhanh chậm nữa nha. Thật ra là tôi cũng mệt nữa, chứ không phải mấy anh chị đi làm cả ngày về học mà tôi bên tôi cũng mệt. Sáng nay tôi đi thi rồi chiều đi học rồi làm tùm lum tà la tới tối, thật ra là đó là nói chung là học cũng mệt thiệt. Rồi chịu khó thôi chứ biết sao, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh ha. Nha, bên chị ghi xong thì bên chị nói thì tôi qua slide kế tiếp nha. Phải cố gắng là trễ nhất là 8:45 cho bên chị nghỉ. Tới đó không xong cũng nghỉ. Chưa trả lời được. Không biết đường trả lời luôn, tại cuối tuần này cũng hết luôn, không có cuối tuần đó. Sáng thứ bảy cũng vậy, sáng chiều. Chủ nhật là buổi sáng tư vấn tuyển sinh. Buổi chiều là ngồi hội đồng thạc sĩ là hết luôn ngày chủ nhật. Buổi sáng thứ bảy là dạy 5 tiết, còn buổi chiều thứ bảy thì không biết có chấm điểm kịp không. Tại để gán đi, gán tối thứ bảy nhắc thêm đi. Rồi nữ mô của cô ra trường hả? Bạn Vũ nữa nhắn giùm cô đi, sáng cỡ 11 12 giờ, không cỡ 11 12 giờ thứ bảy nhắn cô, nhắc cô đòi nợ nên tới bữa đó mà cô chưa chấm thì chiều thứ bảy cô gán chấm cho rồi cô nộp luôn. Cũng thiệt á, tại vì thật ra nhiều buổi về tuần này là thật ra thứ ba là cũng có họ cũng có cho mấy bạn học thạc sĩ báo cáo, buổi tối thứ năm thì cho mấy anh chị, ngày hôm qua thì nghỉ học bài thi để sáng nay thi, không phải soạn bài thi để sáng nay thi. Không có lầm nổi, nhưng mà nhắc đi nhắc chị, chưa chưa thứ 10 thứ bảy mà chưa có nhắc giùm đi, ngày mai có chấm được thì chấm, gán tranh thủ, nhưng mà cũng không biết, không có dám hứa. Nhưng mà tới thứ thứ bảy mà nhắc giùm cô một cái là có cố gắng làm này. Thứ hai cô gửi điểm mà bển luôn. Ừ, cảm ơn nha. Rồi mình qua cái nội dung kế tiếp với mấy anh chị. À, không phải, thật ra đi dạy mấy chị thì nhớ mình còn nợ, nhưng mà trong tuần thì không có nhớ nổi, nó mất làm chuyện khác. Này, bây giờ ở đây cho mấy anh chị, đây là cái nhãn, nhãn này bài toán này mình có mấy nhãn, nhìn vô đây đoán được mình có mấy nhãn đây. Mình chỉ hai nhãn thôi là mưa hoặc nắng ha, và cái đây là những cái trường hợp cụ thể, trường hợp thứ nhất, thứ hai, thứ ba. À, 7 trường hợp. Bây giờ cái mô hình thứ nhất ha, cái mô hình thứ nhất này nó dự đoán ra những cái nhãn tướng như vậy. Cái mô hình thứ hai thì nó dự đoán như vậy, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì ở đây là cái nhãn thực tế nè. Thì bây giờ ở đây mô hình thứ nhất thì mình chỉ thấy đây là gì, đáng lẽ cái phần tử này là nhãn là nắng mà mình gán nó nhãn mưa, còn thì nó bị sai đó, mình đánh dấu ít để ví dụ này đáng lẽ thực tế là mưa, mình gán vô là nắng, mình bị sai. Ở đây thì cũng đáng lẽ nắng mà mình gán lại mưa, thì mô hình thứ nhất là mình sai ba ba cái trường hợp nha. Mô hình thứ hai thì nó sai cũng ba trường hợp, nhưng ba trường hợp này thì nó chỉ có trùng ngay chỗ này thôi, còn mấy khác nó bị khác, có nghĩa là nó sai chỗ khác đó, có nghĩa dữ liệu mình học nó khác,
ở đây nó cũng sai ba trường hợp nhưng mà nó là vị trí khác hoàn toàn so với hai cái mô hình đầu tiên. Này thì nó sai hai trường hợp thôi chẳng hạn. Rồi cái này thì nó cũng sai hai trường hợp và nó cũng khác những cái mô hình trên. Rồi, vậy thì đối với phương pháp tập hợp mô hình, tập hợp dựa vào kết quả của năm mô hình này, theo mấy anh chị thì cái chỗ này mình sẽ dự đoán nhãn gì mấy anh chị? Mưa. Ở đây là mình làm sao mình biết mình dự đoán mưa là mình lấy cái giá trị nhãn phổ biến nhất trong năm mô hình này mình gán. Ví dụ bên đây nè, nó có hai mưa và ba nắng, vậy thì mình sẽ gán bên đây là nắng. À. Rồi ở bên đây á, là cũng giống vậy, mình gán ở đây nắng. Rồi ở đây á, thì mưa nhiều hơn, gán mưa. Bên đây mưa nhiều hơn, gán mưa. Bên đây là nắng nhiều hơn, gán nắng. Bên đây là nắng nhiều hơn, gán nắng. Rồi bây giờ mấy anh chị coi thử coi là cái giá trị thực tế và cái giá trị của cái mô hình cuối cùng là cái tập hợp 5 cái mô hình này thì nó như thế nào. Trường hợp đầu tiên là nó giống hoàn toàn đúng không, trường hợp thứ hai cũng giống, trường hợp thứ ba cũng giống, trường hợp thứ tư cũng giống, thứ năm cũng giống, thứ sáu cũng giống, thứ bảy cũng giống. À vậy là mình kết hợp kết quả của 5 mô hình này lại thì mình đã đưa ra được một cái mô hình tổng hợp mà nó dự đoán đúng hết tất cả các trường hợp trong cái tập dữ liệu này của mình ha. Thì ở đây cái phương pháp tập hợp mô hình là sẽ theo cái ví dụ giống nãy đó mình có thể hình dung ra được là cho kết quả tốt. Tuy nhiên là mình không có diễn dịch kết quả được sinh ra, mình chỉ nói à cả năm mô hình kia nó ra kết quả đó và mình lấy cái giá trị phổ biến nhất để mình gán thôi chứ mình không giải thích được. Và nó cái phương pháp này ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm thông tin nhận dạng hoặc phân tích dữ liệu. Mình chỉ có thể hình dung như thế này, từ cái tập dữ liệu ban đầu mình sẽ lấy ra những cái mẫu dữ liệu nhỏ D1, D2, DN và ứng với mỗi cái tập dữ liệu này mình xây dựng một cái mô hình tương ứng mà mình có N cái mô hình và mình kết hợp cái kết quả của N mô hình này để mình đưa ra cái dự đoán cuối cùng. Đó là cái ý tưởng của cái phương pháp tập hợp mô hình ha. Rồi, tại sao có cái phương pháp tập hợp mô hình đó? Bởi vì người ta nói á, là thì xây dựng cái tập hợp mô hình dựa trên cái phương pháp mà xây dựng tập hợp mô hình đó nó được thực hiện dựa trên việc tăng hiệu quả của mô hình bằng cách giảm lỗi bias và lỗi variance. Thì lỗi bias với lỗi variance là cái gì? Mấy anh chị cái này xong rồi cho mấy anh chị nghĩ ghi thôi, bữa sau tôi giải thích. Khi phân tích thành phần lỗi của một cái giả thuyết học thì ông Riemann đã chỉ ra lỗi của cái giả thuyết học gồm hai thành phần là lỗi bias và lỗi variance. Bias là lỗi của mô hình, nghĩa là thành phần lỗi độc lập với mẫu dữ liệu. Nghĩa mình lấy cái mẫu dữ liệu khác thì cái mô hình nó cũng ra lỗi vậy thôi, nó cũng lỗi nhiều như vậy thôi chứ nó không có thay đổi gì cả. Còn lỗi variance là thành phần lỗi do lỗi biến động đến sự ngẫu nhiên của tập học, nghĩa là mình lấy cái tập học khác á, thì mô hình của mình nó sẽ hiệu quả hơn cái tập hợp mình đang lấy chẳng hạn. Rồi mấy anh chị chỉ cần ghi ba cái ý này xong thì tôi cho mấy anh chị nghỉ nha. Nãy hứa là chảy lắm là 8 giờ 40, 45 giờ 43 đó, mấy anh chị ghi xong ý này rồi nghỉ, rồi tuần sau giải thích tiếp. Trao đổi lại và giải thích tiếp. À tuần sau học thực hành này có thể là chưa nhưng mà tới học lý thuyết nữa thì giải thích lại. Và ghi ý này vô thôi, giống như là cho nó qua đầu, cho kiến thức nó trôi qua một cái một lượt đi rồi lần sau đọc lại lần nữa thì sẽ hiểu nhiều hơn. À Vũ nhắc cô cái vụ điểm thì Vũ nhắc luôn cô cái vụ là gửi cái bài thực hành ha trước cho mình chị ha, ai có rảnh thì xem trước. Giả thực bài giá thân nghe thì đưa rồi, phương pháp đánh giá gì đó cái quyết định đầy đủ rồi, chỉ có cái phần thực hành kế tiếp đó thì chưa đưa nên chị nhắc tên đi đưa. Thì để kiểm tra lại cái nội dung đấy. Ok, cảm ơn Dũng. Mình kiểm tra lại rồi mới post lên được. Rồi, nếu mấy anh chị không có hỏi gì nữa thì mình tạm nghỉ ở đây. Rồi, tuần sau thì sẽ học thực hành cây KNN và giải thực bài Z. Nhưng mà không phải thứ năm, còn ngày nào thì để hỏi lại
chỗ trung tâm rồi chốt cho mấy anh chị ha. Rồi tạm biệt mấy anh chị. Dạ, chào cô. Chào bạn. Chắc đi lên ngủ thiệt đó, bữa nay là hết thấy đường rồi, ngồi dạy mấy anh chị mà họ nó hơi bị buồn ngủ. Bye bye. Stop sharing.